là có những cái cơ hội mới để kiếm tiền. Và chúng ta đã từng nghe rằng là gì ạ? Là AI thì không thay thế con người, mà gì ạ? Những người biết sử dụng AI sẽ thay thế những người không biết sử dụng AI. Đúng hay rất đúng anh chị em? Đúng không ạ? Đấy. Những người biết cách sử dụng các cái công cụ lao động thì sẽ tiến nhanh hơn so với những người không biết cách sử dụng các công cụ lao động. Đó, thì ở đây nó chỉ là một cái công cụ lao động thôi. Việc của chúng ta đó là sử dụng nó như thế nào. Nó không có đúng, không có sai, nó chỉ là gì ạ? Cách sử dụng của chúng ta mà thôi. Có người đưa cho một cái ô tô không biết đi thì nó chỉ là cái cục sắt vụn, nhưng có người mà đưa cho cái ô tô mà biết đi thì nó là một phương tiện để mà giúp chúng ta di chuyển nhanh hơn, hiệu quả hơn, đồng thời là giúp chúng ta có thể là kinh doanh dựa trên cái ô tô đó. Bao nhiêu anh chị em thấy rằng là nếu như mà mình có một cái ô tô thì mình dùng cho bản thân cũng sướng mà đi kiếm tiền cũng dễ hơn là cái việc mà mình dùng tay không gọi là tay bo, thì anh chị em comment xuống là gì ạ? Là đồng ý được không ạ? Mình cứ tưởng tượng như là mình đang dùng tay không này thôi. Đấy, bây giờ mình dùng mình có cái ô tô hoặc là mình đang đào đất đi. Đấy, mình đào bằng tay. Bây giờ mình có cái xẻng này, xong rồi có cái máy máy đào đất đi thì tự nhiên là gì ạ? Nó sướng hơn. Nhưng mà ví dụ bây giờ anh chị em có cái máy đào đất nhưng anh chị em không biết cách sử dụng nó thì làm sao ạ? Thì nó cũng gì ạ? Nó cũng mất thời gian, mất công sức đúng không ạ? Đấy. Và nó cũng lãng phí. Đó. Thì cái ChatGPT cũng như là cái các cái con AI hiện nay ấy, nó giống như là những cái máy xúc, máy ủi rồi những cái công cụ lao động như vậy thôi. Có điều là chúng ta phải tìm cách để gì ạ? Để mà học hỏi, để làm chủ nó. Được không ạ? Đấy. Rồi. Trong cái quá trình để mà học hỏi làm chủ nó thì chúng ta phải chậm lại một chút. Ví dụ chúng ta đang gì ạ? Đang xúc đất như này, đang cầm cái xẻng xúc đất rất là nông dân như này. Bây giờ đưa bục phát có cái xe ủi dùng miễn phí anh chị em ạ. Hầu hết là xe ủi bây giờ đang cho dùng miễn phí. Thế mình mới gãi đầu gãi tai mà ô sao hay thế nhỉ? Sao cái công cụ hay như thế mà lại cho dùng miễn phí? Anh chị em có đặt câu hỏi này bao giờ không ạ? Anh chị em đã có từng đặt câu hỏi tại sao nó lại cho mình dùng miễn phí ChatGPT hay như thế, tại sao nó cho dùng miễn phí Midjourney vẽ tranh đẹp như thế, tại sao nó cho dùng miễn phí cái xe ủi to như thế hay như thế, tại sao nó cho dùng miễn phí? À, nó có lý do của nó anh chị em ạ, đúng không ạ? Cái thứ nhất, đây là giai đoạn thử nghiệm. Cái máy ủi ấy, máy xúc ấy, nó đang thử nghiệm cho nên là nó cho mình dùng miễn phí để nó có xem có cái trục trặc gì không trước khi mà nó ra cái bản thương mại. Cái thứ hai nữa là gì ạ? Là nó cho mình dùng miễn phí để mình gì ạ? Làm quen, để dễ dàng làm quen. Chứ bây giờ bục phát mình chưa biết cái xe ủi như nào, bây giờ bắt mình thuê mấy triệu một ngày thì làm sao ạ? Tức là mình sợ nó mình gì ạ? Bỏ qua nó luôn. Thế cuối cùng là nó không phát triển được, mình cũng không phát triển được. Cho nên là gì ạ? Có một cái gọi là mô hình kinh doanh rất là hay, nó gọi là freemium. Đấy, nó không phải là premium, premium tức là gì ạ? Là trả phí, còn freemium tức là gì ạ? Là miễn phí và chỉ tính phí một số nhỏ thôi. Giống như là Google ấy, anh chị em đang sử dụng Google để search là miễn phí đúng không ạ? Và nó chỉ tính phí những người nào gì ạ? Mà quảng cáo thôi. Đúng chưa ạ? Đấy, thì thằng này tương tự như vậy. Nó sẽ cho mọi người dùng miễn phí và sau đó nó sẽ gì ạ? Nó sẽ thu phí của những người có nhu cầu dùng cao cấp hơn. Đó. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta đang được trải nghiệm những cái công cụ rất là đỉnh cao trên thế giới và hoàn toàn miễn phí. Nhưng mà rất nhiều người lại đang thờ ơ với nó, lại đang gì ạ? Lãng phí nó, thì Huy thấy cảm thấy là rất là đáng tiếc. Cho nên là Huy cũng tổ chức ra một số cái lớp học để giúp cho anh chị em tận dụng được cái gì ạ? Cái công cụ này một cách tốt hơn. Ok không ạ? Rồi, và vừa rồi thì Trần Phương cũng có một cái khảo sát nho nhỏ về cái việc mà anh chị em sử dụng ChatGPT cũng như là Midjourney cũng như là các cái công cụ AI để vẽ tranh. Thì vừa rồi thì hầu như là anh chị em cũng chưa biết gì đúng không ạ? Thế thì Huy khảo sát lại, bởi vì có anh chị em mới vào sau, Huy khảo sát lại một lần nữa để Huy đưa ra cái bài giảng ngày hôm nay. Bởi vì bài giảng của Huy ấy, thì nó sẽ tùy thuộc vào cái trình độ của người học của cái buổi hôm đó. Bởi vì nếu như mà Huy dạy cái cao cấp ấy thì anh chị em theo không kịp. Dạy cái thấp cấp thì anh chị em bảo chán quá. Cho nên là Huy mong muốn anh chị em phối hợp với Huy. Nếu anh chị em không không comment xuống thì Huy không biết anh chị em thế nào để mà chiều để mà lái cái khóa học của mình phù hợp với tất cả anh chị em được không ạ? Bởi vì ngày hôm nay có một số thành viên mới ở trong cái nhóm Midjourney của bạn Trần Tuất với bạn Hiền Su, là đấy là một cái người bạn của Huy, cho nên là Huy
ưu tiên dành cho các bạn một cái suất học trong cái nhóm kín. Đây là cái khóa học dành cho nhóm kín của Huy nhé. Cái nhóm kín này cái nhóm mà là có đóng tiền nhé, có thu phí nhé. Được chưa? Thế thì bây giờ Huy hỏi bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay chúng ta chưa biết vẽ tranh bằng Midjourney thì comment là số 0. Còn nếu mà đã từng vẽ tranh bằng Midjourney rồi là comment số 1, tức là đã biết biết một chút rồi thì comment số 1, còn chưa biết gì thì comment số 0. Được có mỗi một bạn biết biết này, hai bạn này, ba bạn này. À đấy. Mấy bạn biết biết này là bên nhóm của Midjourney của bên bạn Huyền Su đây. Đúng không ạ? Rồi. Như vậy thì đa số anh chị em chưa biết gì thì Huy sẽ đi từ cái cơ bản nhất, đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em mà biết biết rồi chúng ta cũng hoan hỉ, kiên nhẫn ngồi lắng nghe một chút, Huy hướng dẫn từ cái bước nhỏ nhất, được không ạ? Nếu anh chị em đồng ý với cái điều này thì chúng ta comment xuống đồng ý đâu ạ. Đấy. Ok nhé. Rồi. Những anh chị em biết rồi thì chúng ta hoan hỉ để mà nghe Huy hướng dẫn lại từ đầu. Ok không ạ? Rồi, thì đầu tiên Huy hướng dẫn anh chị em đó là gì ạ? Cái Midjourney là cái gì? Tại sao Huy lại hướng dẫn anh chị em sử dụng cái này? Trên thị trường, trên thế giới có rất nhiều con AI vẽ tranh khác nhau. Dần dần Huy sẽ hướng dẫn, chia sẻ cho anh chị em tất cả các cái con AI mà có thể khả năng vẽ tranh. Tuy nhiên thì Midjourney đang là cái con đỉnh cao nhất, vẽ tranh đẹp nhất, nhanh nhất, hay nhất. Đấy, và độc đáo nhất. Đó, cho nên là gì ạ? Là chúng ta tập trung vào nghiên cứu cái con này. Đó. Còn rất nhiều con khác có con còn đỉnh hơn, hay hơn nhưng mà nó lại khoai hơn, khó hơn. Đấy, thì cái đấy thì mình tính sau. Nhưng con này là con dễ tiếp cận nhất anh chị em nhé. Rồi. Thế thì Midjourney là cái gì? Đấy. Midjourney là một cái hệ thống AI cho phép người dùng nhập vào ý tưởng bức tranh của mình bằng text. Sau đó nó sẽ gì ạ? Nó sẽ tự động tính toán và lắp ghép để ra cho mình một cái bức tranh hoàn chỉnh. Đấy. Đấy, người ta nói rằng Midjourney là một kho tàng mới mẻ và phóng khoáng, nó sẽ khai thác những khía cạnh hấp dẫn từ suy nghĩ của chính bạn, chạm tới một tầng cao mới và khả năng sáng tạo của con người. Đó. Giám đốc điều hành của Midjourney là ông David Horn, đấy, người từng đồng sáng lập của Leap Motion, nhà nghiên cứu trung tâm hàng không vũ trụ NASA. Đấy, ngoài ra thì có những cái người ở trong Midjourney ở đây thì chúng ta có thể nhấn vào cái phần gì ạ? Phần home nhé. Đấy, khi mà vào Midjourney này thì chúng ta có thể vào phần about này thì chúng ta biết được những cái người mà đang gì ạ? Đứng sau của Midjourney là ai. Tại sao mình lại giới thiệu cái này ạ? Bởi vì đây là một trong những cái yếu tố khi mà chúng ta sử dụng bất kỳ một cái sản phẩm gì, chúng ta cần phải biết những cái người đứng sau. Ví dụ cái người đứng sau ChatGPT là ai ạ? An Sanma, đúng không ạ? Đấy, ví dụ thế, là chúng ta cũng nên biết những cái người đứng sau của họ là gì. Đó. Thì đây là cái website anh chị em, cái website của Midjourney nhá. Khi mà chúng ta đăng nhập vào cái website là midjourney.com. Midjourney tức là diện là trung tâm của một cái hành trình, tức là không phải bắt đầu, chưa phải kết thúc, mà nó ở giữa hành trình. Được chưa? Một cái hành trình đi vào một xứ sở thần tiên. Đó, kiểu như vậy. Thì chúng ta đang ở giữa cái hành trình đi đến cái xứ sở thần tiên đó. Được chưa? Rồi, cái cách mà Midjourney học vẽ tranh ấy, thì đó là gì ạ? Là họ sử dụng rất nhiều cái bức tranh trên thế giới cộng với cả text để mà đào tạo, để mà gì ạ? Cho nó học, gọi là học sâu, deep learning ấy, đấy ạ? Để cho nó, cho cái con bot, con AI này nó học. Đó, tổng hợp rất nhiều bức tranh trên thế giới để mà đưa vào cơ sở dữ liệu cho nó học giữa tranh và text để nó hiểu. Đó. Và thông qua Deep Learning thì con AI này có khả năng tìm ra mối liên quan giữa sự vật hiện tượng với một hoặc nhiều cái sự vật hiện tượng khác. Đấy, ví dụ một quả chuối. Khi sự vật liên quan đến quả chuối thì có thể là màu vàng, có thể là liên quan đến con khỉ, đấy, liên quan đến cây chuối, đấy, cũng có thể liên quan đến gì ạ? Quả táo, kiểu như vậy, liên quan đến nải chuối, đấy, liên quan đến cái hình dáng nó thuôn thuôn dài dài, kiểu như vậy. Tức là khi mà có một cái từ khóa là quả chuối thì ngay lập tức nó sẽ liên hệ đến các cái từ khóa khác, và các cái từ khóa này thì nó sẽ liên hệ với cái gì ạ? Nó sẽ liên hệ với
nó sẽ liên hệ với cái hình ảnh của những cái từ khóa liên quan. Đấy là cái cách gọi là deep learning, học sâu ấy. Sau lại mỗi một cái từ khóa đấy, ví dụ như là quả chuối thì liên quan đến con khỉ, thì con khỉ nó liên quan đến cái gì? Đấy, lại lông lá, lại mắt to, lại đuôi dài, rồi là gì ạ? Lại leo cây, kiểu kiểu như vậy. Thì leo cây thì nó lại liên quan đến hình ảnh gì? Nó lại liên quan, tức là nó cứ liên tục nó học như vậy. Nó gọi là deep learning anh chị em nhé. Thì đấy là cách học của AI. Và sau rất nhiều lần học và là các cái vòng lặp khác nhau thì nó tạo ra được một cái cơ sở dữ liệu rất lớn. Do đó nó có thể hiểu được những cái từ khóa do chúng ta đưa vào. Ok không ạ? Thế thì có một câu hỏi đó là liệu Midjourney có thể thay thế được họa sĩ hay không? Thì nói chung là không thể. Tại sao ạ? Bởi vì mỗi cái nó có một cái điểm mạnh và có cái điểm yếu riêng anh chị em nhé. Đấy. Những cái tranh tạo ra bởi Midjourney thì có tính độ hoàn thiện chính xác khá là cao. Tuy nhiên thì nó cũng có một số cái điểm yếu. Đấy. Vì Midjourney nó có một số cái điểm yếu như là nó không hiểu được cái bố cục cũng như là không hiểu được cái ý nghĩa sâu xa nằm sau bức tranh. Tuy nhiên nó giúp chúng ta tạo ra được những cái tác phẩm nghệ thuật sáng tạo với tốc độ cực kỳ nhanh. Ví dụ một nghệ sĩ có thể sử dụng Photoshop mất 1 giờ, nếu mà dùng tranh sơn dầu vẽ phải mất vài ngày, thậm chí cả tháng mới xong một bức tranh. Nhưng với Midjourney chỉ cần gì ạ? Vài phút thôi anh chị em ạ. Vài phút là chúng ta có thể có một bức tranh gọi là gì ạ? Hoàn hảo, tuyệt đẹp. Đó. Thì đấy là cái điều rất là tuyệt vời của Midjourney và chúng ta nên tận dụng. Và nếu mà để nói về sáng tạo nghệ thuật thì Midjourney cũng không hề thua kém gì những cái nghệ sĩ tài năng. Tuy nhiên để mà làm theo cái ý đồ của mình, tức là mình có ý đồ như này, mình muốn nó phải điều khiển theo đúng cái ý đồ đấy của mình, thì đấy là một cái nhược điểm của Midjourney, được chưa? Bởi vì nó chưa giỏi trong cái việc đó. Đấy. Rồi, thế chúng ta bắt đầu vào cuộc hành trình của chúng ta như nào? Đó là gì ạ? Chúng ta sẽ sử dụng. Chúng ta đã đi qua được cái phần gọi là giới thiệu. Thế thì cách sử dụng như nào? Huy sẽ hướng dẫn anh chị em cách sử dụng. Đầu tiên khi mà chúng ta vào trang midjourney.com này, được chưa ạ? Đấy. Vào trang midjourney.com này thì chúng ta sẽ có một cái phần đó gọi là gì ạ? Join the beta. Chúng ta nhấn phần join phần beta ở phía góc bên dưới này. Đấy ạ, ở góc bên dưới này. Hoặc nếu anh chị em chưa đăng nhập thì nó sẽ nằm ở ngay ở phía trên màn hình này. Đấy, ví dụ như là Huy sẽ copy qua một cái trình duyệt khác đi. Đó. Đấy. Thì nó sẽ nằm ở bên dưới này. Join the beta đây. Được chưa ạ? Đấy. Thì chúng ta nhấn vào join beta. Được chưa ạ? Đó. Rồi. Cái này là gì ạ? Là Huy đã đăng nhập vào Discord rồi nhé anh chị em nhé. Bây giờ Huy sẽ out ra ngoài. Huy sẽ out ra ngoài nhé. Huy sẽ thoát ra để Huy hướng dẫn anh chị em từ đầu nhé. Rồi. Rồi, tắt đi này. Đấy. Ra lại từ đầu nhá. Làm lại từ đầu cho anh chị em xem này. Chưa đăng nhập nhá. Đấy, đầu tiên nhấn vào gì ạ? Join the beta nhá. Ở góc dưới bên phải này. Màn hình này. Được chưa ạ? Rồi nhá. Sau đó thì nó sẽ mở ra cái trang. Nó bảo là gì ạ? Chấp nhận lời mời. Đấy. Chấp nhận lời mời là gì ạ? Là mình sẽ tham gia vào Midjourney ở trên Discord. Như vậy là mình cần có một cái tài khoản Discord anh chị nhá, nhấn là chấp nhận lời mời này. Đó. Thì ở đây nó dạng nó là mình có muốn mở Discord hay không. Đấy. Thì có hai cách, nếu mà mình đã cài Discord rồi trên máy tính rồi thì mình mở lên. Còn nếu mình chưa có thì nói ví dụ anh chị em chưa có thì mình nhấn là tiếp tục vào Discord thì là gì ạ? Nó có Discord ở trên website luôn. Thì dạ, Discord này là ở trên gì ạ? Ở trên web luôn. Ở cái trên web này Huy cũng đăng nhập rồi. Huy cũng dạ out ra ngoài luôn cho anh chị em làm lại từ đầu cho anh chị em. Đấy chưa ạ? Đây là Discord ở trên web nhá. Thì khi mà nó hỏi là anh chị em chúng ta vào Discord này, được chưa ạ? Mình chưa có tài khoản thì mình nhấn vào đăng ký. Nếu có tài khoản rồi thì mình đăng nhập vào đây được không ạ? Đấy, nếu mà chưa có tài khoản thì mình đăng ký. Đấy, ví dụ ở đây Huy đăng ký một cái email của mình chẳng hạn. Đó. Thì mình có thể lấy cái
một cái email nào đó, bởi vì mình đăng ký hết các email, những cái email mà mình có mình đăng ký hết rồi. Rồi lúc mà mỗi một cái tài khoản miễn phí anh chị em nó cho được 25 câu lệnh này. Thế mình đăng ký mình có khoảng độ 10 cái email thì mình đăng ký hết cả 10 cái email rồi. Cho nên bây giờ không còn nhớ cái email nào nữa để mà dùng lại. Thử dùng cái này xem nào. Đấy, mình đăng ký nhá. Email này, được chưa? Tên đăng nhập nhá. Đấy, mình cứ để một cái tên nhá. Rồi, mật khẩu nhá. Thì mình có thể gõ mật khẩu của mình vào nhá. Đấy, ngày sinh nhá. Đấy, thì mình chọn một cái ngày sinh nào đấy mà phù hợp nhá. Đấy, mình đưa ngày sinh của mình vào nhá. Rồi. Đấy. Mình nhấn tiếp tục nhá. Được chưa? Đấy. Đấy. Không rồi đâu. Nó sẽ hỏi là gì ạ? Tạo tài khoản này thì nó có phần tôi là con người này, mình nhấn vào đây này. Được không ạ? Đấy. Sau đó nó bảo mình chọn các hình ảnh này, thế là mình chọn các hình ảnh này nhá. Vì đang làm rất chậm để cho anh chị em mới làm, mới tinh cũng có thể làm được anh chị em nhá. Rồi. Đấy, khi mà vào đây rồi anh chị em nhá thì chúng ta có hai cách. Đấy, chúng ta tắt đi. Cách thứ nhất là chúng ta tắt đi. Được chưa ạ? Rồi. Như vậy là chúng ta đã gì ạ? Chúng ta đã đăng ký xong Discord, bởi vì lúc đấy là chúng ta coi như chúng ta chưa có cái tài khoản Discord. Tài khoản Discord hay tài khoản Midjourney nó là gì ạ? Nó là một anh chị em nhé. Đấy, cho nên là gì ạ? Là chúng ta đăng ký cái Discord trước này. Sau đó thì chúng ta vào lại Midjourney này. Đấy. Chúng ta vào lại Midjourney nhá. Đấy. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta nhấn Join Beta này. Được chưa? Đấy. Thì nhấn chấp nhận lời mời này. Rồi. Nhấn vào đây này. Đấy. Nhấn các cái bánh xe này. Được chưa? Đấy. Rồi. Đấy, lúc nãy mình nhấn nó không đúng là nó không cho qua. Bánh xe này. Đấy, ít nhất là phải 3 đến 4 cái hình thì nó mới cho qua. Vẫn chưa cho qua. Đây, gấu này, gấu đeo kính này. Rồi. Qua được chưa? Rồi. Đây nó hỏi mở ứng dụng hay không. Mình coi như là chưa có ứng dụng trên máy tính nhá, coi như là mới tinh. Đấy, thì lúc mà mình đã gì ạ? Mình đã đăng ký vào trong cái Discord rồi thì nó gì ạ? Nó sẽ tự động nhảy vào đây. Được chưa? Với cái này thì không quan trọng nhá. Mình có thể chọn đại nhá. Asia này. Rồi. Sau khi mà chúng ta vào đây nhá thì chúng ta nhấn vào phần New By này. Được chưa ạ? Đấy, có rất nhiều những cái trang new buy này. Được chưa ạ? Rồi, chúng ta vào đây, chúng ta gì ạ? Chúng ta xem những cái hình ảnh mà mọi người họ đang gì ạ? Họ đang làm nhá. Xem những cái câu lệnh và xem những cái hình ảnh mọi người đang làm nhá. Sau đó mình xem cái ảnh nào mình thấy đẹp ấy thì việc đầu tiên của mình là gì ạ? Là copy. Việc đầu tiên của mình để trải nghiệm chat Midjourney á, đó là chúng ta copy câu lệnh. Được chưa? Đấy là cách nhanh nhất. Ví dụ như này nhá, đây là Little Girl này. Đấy. Tất cả câu lệnh của Midjourney thì đều phải dùng bằng tiếng Anh anh chị em nhá. Đấy. Ở đây là gì ạ? Là một cô gái nhỏ này. Gì đấy? Đứng ở trên đường với quả bóng bay này, đang ôm một cái con chó này. Đấy, ở trên đường ướt mưa này. Đấy. Ví dụ như này nhá. Mình copy cái này. Được chưa? Đó, chỗ này nó có cái phần xác nhận cái email anh chị em nhá. Anh chị em phải vào xác nhận email thì nó mới cho gửi nhá. Đấy, Huy đang đi rất kỹ anh chị em nhé. Huy đi rất kỹ để anh chị em nào mới, anh chị em nào lần đầu tiên tham gia thì cũng hiểu được. Được chưa? Rất kỹ luôn đấy. Đấy, rồi. Cái này nằm ở bên kia.
Cái này nó Huy đang gọi là kích hoạt cái email nó gửi về nhé. Mình mở email của mình đây này. Đấy. Đấy. Nó có cái email là xác nhận địa chỉ email Discord này, mình nhấn vào xác nhận này anh chị em nhé. Đấy, như vậy là mình phải xác nhận email thì mới nó mới cho gửi tin nhắn, nó không cho dùng đâu. Ok không ạ? Rồi nhá. Đấy. Rồi, xong mình nhấn refresh này. Đấy, thì nó sẽ cho mình gửi cái câu lệnh ở đây này. Đấy, bây giờ bắt đầu nó mới cho gửi này, lúc nãy nó không cho gửi đâu, được chưa? Rồi, bây giờ mình muốn gửi câu lệnh nhá, mình nhấn cái phím sược này này. Đấy, cái phím chéo này này, ở trên màn hình cạnh phím shift ở bên phải nhá. Giờ Huy đang hướng dẫn bằng máy tính, điện thoại thì tương tự như vậy, được chưa? Xong mình nhấn là chữ imagine, ima. Thì ở đây nó gợi ý luôn cái câu lệnh này, anh chị em nhìn nhá. Mình chỉ gõ chữ y thôi, nó ra một loạt các câu lệnh khác nhau. Thì mình chưa quan tâm đến các cái câu lệnh khác anh chị em nhé. Mình chỉ quan tâm đến là gì ạ? Imagine này, xong chữ prompt này, được chưa ạ? Mình nhấn vào đây. Đấy, thì nó hiện ra cái này, được chưa ạ? Đó, sau đó là chúng ta copy một cái dòng lệnh trên này, chúng ta dán vào đây, được chưa ạ? Đấy, chúng ta dán vào đây này. Đấy, little girl này, được chưa ạ? Đấy, xong rồi chúng ta nhấn gì ạ? Enter. Đấy, thì khi mà nhấn Enter ấy, thì nó sẽ hỏi chúng ta là gì ạ? Đồng ý các cái điều khoản của Midjourney. Thì mình cứ nhấn đồng ý đi, accept all to này, được chưa? Accept all to này. Đấy, được chưa? Mình nhấn accept này. Nhá. Đấy. Để khi nào mình nhấn accept xong ấy thì lúc đấy thì nó mới ạ, nó mới cho phép mình sử dụng cái câu lệnh trên Midjourney. Ok không anh chị em? Nhá. Rồi. Rồi, mình đã accept rồi nha. Bây giờ accept rồi nha. Đấy. Thì sau khi accept xong thì mình gửi lại câu lệnh này. Mình gửi lại câu lệnh này. Sược một cái này, được chưa ạ? Nhấn vào image này, được chưa ạ? Xong rồi dán nó vào đây này, Ctrl V này, dán vào đây này, nhấn Enter này. Được chưa ạ? Tương tác này không thành công. Đấy. Như vậy là cái accept này nó bị lỗi hay sao? Accept rồi mà. Rồi, thử lại nha, thử lại một cái khác nha. Thử lại cái khác nha. Mình nhấn sược này, image này, dán vào đây này, enter này. À, ở đây này, nó đang chạy đây này. Không phải. Chữ phải của mình. Chữ phải của mình. Đây của mình đây này, Huy Smart đây anh chị em nhé. Đấy, đây này, Little Girl này. Đấy, anh chị em thấy nó đang chạy không ạ? Đây là 62% này. Tốc độ là fast nhé. Đấy. Anh chị em thấy không ạ? Như vậy là chúng ta đưa vào nó một cái câu lệnh. Đấy. Thì ngay lập tức đây là 100% này anh chị em nhé. Thì ngay lập tức nó gì ạ? Nó cho chúng ta bốn cái bức ảnh khác nhau. Anh chị em thấy không ạ? Cô bé này đứng trên đường ướt mưa này. Đấy. Có một cái quả bóng bong bóng màu vàng này. Đấy, ôm một con chó này. Anh chị em thấy không ạ? Đấy, nó đã vẽ cho mình này. Bây giờ mình muốn cái ảnh nào mình muốn đẹp nhất thì ví dụ như cái ảnh số 4 này chẳng hạn. Đấy, thì mình muốn nó mô tả kỹ hơn hoặc là nó tạo ra các cái biến thể của cái số 4 này thì chúng ta sẽ làm như sau. Đây, chúng ta sẽ nhấn vào V4 này. V4 là variant tức là tạo ra những cái biến thể khác nhau. Tức là từ cái hình số 4 này anh chị em nhớ 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. 1 đây nhá, 1 là trên cùng bên trái nhá. 2 là trên cùng bên phải nhá. 3 là dưới cùng ở bên trái nhá, 4 là dưới cùng bên phải nhá. Được chưa ạ? 1 2 3 4 theo hình chữ Z này nhá. Đấy, thì mình muốn nâng cấp cái ảnh cái mình muốn thêm các cái biến thể khác nhau của ảnh V4 này. Đấy, thì mình nhấn vào gì ạ? Số 4 và V4. Được chưa ạ? Đấy. Thì ở dưới đây
chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Anh chị em thấy không ạ? Là nó cho chúng ta bốn cái biến thể khác nhau. Đấy, bốn biến thể khác nhau, anh chị em nhìn này. Thấy chưa ạ? Bốn biến thể khác nhau nha. Đấy, quả bóng nó hơi khác một tí này. Đấy. Với cái bức tranh này nó là bức tranh dạng kiểu sơn dầu anh chị em ạ. Tranh sơn dầu ạ. Đó. Như vậy là gì ạ? Là chúng ta đã thử một cái câu lệnh. Rồi. Nếu mà chúng ta muốn lấy một hình độ nét cao hơn thì mình nhấn vào upscale. Upscale thì chúng ta nhấn vào U này. Ví dụ mình muốn hình số 1 thì mình nhấn U1, hình số 2 nhấn U2, hình số 3 nhấn U3, hình số 4 thì nhấn U4. Ok không ạ? Còn nếu mà chúng ta muốn nó làm lại thì chúng ta nhấn cái gì ạ? Cái hình hai cái mũi tên quay tròn nhau này, đấy chưa ạ? Thì bảo làm lại. Đó. Đấy, ví dụ như là cái ảnh này của người khác nhé, mình cũng có thể upscale được. Ví dụ như là với cái ảnh này mình muốn upscale cái ảnh số 1 này, mình nhấn là U1 này. Thế là gì ạ? Mình cũng lấy được cái ảnh U1 của người ta nhé. Cái ảnh số 1 của người ta này, nhưng mình upscale lên. Đấy chưa ạ? Mình upscale cái ảnh của người ta lên được. Đây. Đây là upscale ảnh 1 của cái gì ạ? Của cái người ta đây này, đây. Nó đang waiting này, được chưa ạ? Đấy, sau khi mà upscale ấy thì nó sẽ có những cái hình ảnh nó nét hơn. Đấy. Không phải bốn hình nữa. Bốn hình đây. Những cái hình ảnh này là hình đã upscale này anh chị em nhé. Nó chỉ có một hình thôi. Đó. Thì nó đã upscale rồi. Được chưa ạ? Đấy anh chị em nhìn này, những cái ảnh này có trông có đẹp không? Làm quảng cáo hoặc là các thứ thì trông rất là đẹp đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái điểm yếu của Midjourney đến thời điểm này, đấy là gì ạ? Thứ nhất, đấy là nó cái lỗi trong cái việc vẽ những cái ngón tay. Đây anh chị em nhìn này, cái ngón tay nó bị lỗi này. Đây chỗ này có 3 ngón tay thôi này. Đấy chỗ này 3 ngón tay thôi này. Đây cái bàn tay này bị lỗi này. Thứ nhất, đấy là gì ạ? Là bị mất cái ngón tay hoặc là nhiều ngón tay quá, ngón tay thì 6 ngón tay. Thì đấy là cái lỗi đầu tiên của Midjourney. Cái thứ hai đấy là mất tay, mất chân, mất các bộ phận. Anh chị em thấy đấy, ở đây mất mẹ cái chân, chỗ này mất hai cái tay. Đấy, thì đấy là những cái lỗi phổ biến mà Midjourney có thể là gì ạ? Có thể tạo ra. Thì cái này mình có thể chỉnh sửa được bằng cách mình đưa thêm các câu lệnh. Ví dụ như là highly detail, tức là gì ạ? Là chi tiết cao. Đấy, thì càng chi tiết thì nó gì ạ? Nó càng đưa ra cho mình những cái chất lượng cao hơn. Được chưa ạ? Bây giờ mình kiểm tra xem là cái hình mình upscale nó đã làm xong chưa nhá. Đấy, xem là hình upscale của mình, cái yêu cầu upscale của mình, cái hình hacker biết đã xong chưa. Đấy. Đấy, đây này. Mình upscale U1, cái ông khác upscale U2, ông khác thì upscale cái U3. Anh chị em thấy không ạ? Đấy, như vậy là gì ạ? Là khi mà chúng ta tham gia vào cái trang Nubai này thì chúng ta có thể là gì ạ? Là học hỏi từ những cái người khác. Anh em nhé. Rồi. Kiểm tra cái hình upscale của mình đã xong chưa nào. Đây. Huy Smart này. Đấy. Đây là mình upscale cái U1 anh chị em nhé. Mình upscale cái U1 anh chị em nhìn này. Đấy, nó to nét đẹp như này các bạn. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Mình upscale tức là mình làm cho nó chi tiết hơn. Cái ảnh một nó tạo ra bốn cái ảnh kia nó mang tính chất là nháp thôi. Đấy, mình muốn sử dụng ảnh ấy thì mình phải upscale nó lên thì nó sẽ rất là chi tiết, nó nét, nó đẹp hơn. Anh chị em thấy không ạ? Ở đây nhìn thấy không ạ? Đây là gì ạ? Là biểu tượng là táo này, nhưng mà táo gọi là hơi đột biến tí. Anh chị em nhìn là để ý cây phía sau này, cái cây phía sau này trông rất là đẹp luôn. Anh chị em thấy không ạ? Đấy. Hacker ngồi trước cái màn hình, cái máy tính, một cái hình ảnh rất đẹp với cái đèn hồng ở bên cạnh. Đó. Thì Midjourney nó có thể tạo ra một cái bức tranh như này chỉ trong vài giây thôi anh chị em. Vài giây đến vài phút là anh chị em có một cái bức tranh như này rồi. Nếu để mà mình vẽ ra bức tranh này ấy, thì xin thưa với anh chị em mất rất nhiều thời gian, công sức. Nhưng mà chưa chắc đã đẹp như này đâu. Đúng không ạ? Nhưng mà chỉ vài câu lệnh là chúng ta đã có thể là gì ạ?
có một cái bức tranh tuyệt vời như này rồi. Đấy. Thế thì ứng dụng của chat của Midjourney vào những cái việc gì? À, ứng dụng thì chúng ta có thể là sáng tạo nghệ thuật, có thể là gì ạ? À, mình có thể là tạo ra những cái bức ảnh nghệ thuật, đấy, hoặc là gì ạ? Hoặc là tư duy về một cái hình ảnh nào đó, đấy, mình có thể thể hiện ra được những cái suy nghĩ, cái tưởng tượng của mình. Đôi khi cái tưởng tượng của mình nó rất là mơ hồ, nhưng nhờ Midjourney thì mình có thể hình dung ra được cái tưởng tượng của mình rõ ràng hơn. Cái thứ hai nữa, mình có thể dùng Midjourney để gì ạ? Để tăng cường cái khả năng sáng tạo. Mình có thể gì ạ? Đưa nó vào trong giáo dục, trong đào tạo. Điều gì diễn ra nếu mà mình có thể sử dụng Midjourney để cho học sinh, cho các em mầm non, tiểu học thỏa sức thể hiện cái trí sáng tạo, trí tưởng tượng của mình, đúng không ạ? Một cái ứng dụng nữa của Midjourney đó là gì ạ? Đó là chúng ta sẽ sử dụng Midjourney để tìm kiếm các cái nhân vật, hay là các cái ví dụ như là mình muốn làm một cái game này, hoặc mình muốn làm một cái bộ phim này, hoặc muốn kể một câu chuyện này. Đấy. Thế thì mình cần những cái lớp nhân vật khác nhau. Đấy. Thì Midjourney sẽ giúp cho chúng ta tạo ra những cái nhân vật hoàn toàn độc đáo từ xưa đến nay, chưa từng xuất hiện trong bất kỳ bộ truyện tranh nào, cũng chưa xuất hiện trong bất kỳ bộ phim nào. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khả năng tưởng tượng và khả năng suy nghĩ của nó là gì ạ? Là duy nhất, là độc đáo, khả năng sáng tạo của nó là độc đáo. Cho nên là gì ạ? Nó sẽ không giống với bất kỳ ai trên thế giới này anh chị em nhé. Đấy, cũng là cô gái da đen, da màu. Đấy. Và trông có thể giống người này, giống người kia, nhưng nó là độc nhất. Đấy. Và chúng ta có thể sử dụng các cái lớp nhân vật này đưa vào trong những bộ truyện, bộ phim, trong những game. Đúng không ạ? Của chúng ta. Đấy. Bây giờ việc mà tưởng tượng ra một cái con quái vật chẳng hạn, nó cũng không hề dễ dàng, đúng không ạ? Đấy. Ví dụ ở đây Huy có sưu tầm cho anh chị em một số cái lớp nhân vật. Đấy. Ví dụ như này. Anh chị em tưởng tượng xem, khi mà chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải làm game đấy, hoặc là làm phim đấy, thì chúng ta cũng phải có những lớp nhân vật, từ nhân vật phản diện đến nhân vật chính diện đến quái vật. Đấy. Thì chúng ta cũng cần phải có những cái sự tưởng tượng cũng và cần sự sáng tạo, đúng không ạ? Và để mà sáng tạo ra các lớp nhân vật này thì nó vô cùng khó, vô cùng vất vả. Đấy, vô cùng đau đầu. Đấy. Đấy, thì Midjourney nó làm rất tốt cho chúng ta cái việc này. Anh chị em thấy không ạ? Đó. Đấy, lớp phân phù thủy này, đấy, ví dụ người sói này. Nhưng mà người sói này chúng ta sẽ chưa nhìn thấy ở đâu bao giờ cả. Chưa nhìn thấy trong phim bao giờ hết. Đấy, kiểu đấy. Hoặc là chiến binh đấy, ở thời tương lai. Đấy. Hoặc là một cô gái đi trong phố. Đấy. Kể cả những cô gái ở với mặc những bộ đồ thời xưa. Anh chị em để ý này. Em để ý cái tay này. Đây, cái lỗi cái tay của nó này. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngón tay nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngón tay. Đấy, nó chơi 7 ngón tay, chưa có ngón cái. Cái thêm ngón cái nữa là 8. Đấy, nhìn bức tranh này anh chị em thấy đẹp không ạ? Đẹp đúng không ạ? Nhưng mà soi kỹ là nó vẫn có lỗi. Đấy là những cái nhược điểm của Midjourney. Chứ còn nhìn sơ bộ qua thì không thấy nhược điểm gì luôn. Thấy gọi là tuyệt vời luôn. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Có những con quái vật nó như này. À, rất là đẹp luôn và chưa nhìn thấy ở đâu ở trên điện ảnh cũng như là trong truyện tranh hay là trong ấy, là hoàn toàn là những cái lớp nhân vật mới hoàn toàn luôn anh chị em. Và đây là một trong những cái yếu tố để giúp chúng ta khai thác Midjourney rất là hay. Đấy, để chúng ta có thể tạo ra cái sự tưởng tượng cũng như là các cái lớp nhân vật khác nhau. Đấy. Đấy. Đấy, thậm chí là còn những cái chuyện, những cái trưởng, những cái kỹ năng. Đấy. Đấy, những cái đấy, những con quái vật hoặc là những cái nhân vật phản diện đó, anh chị em thấy không ạ? Đấy, những cái con vật linh vật rất là đáng yêu. Ừ. Đó. Úi, những cái tạo hình như này để mà ngồi nhà viết truyện mà ngồi mà nghĩ ra được những cái nhân vật như này ấy, là đau đầu vô cùng. Họ phải vứt đi bao nhiêu cái bản thảo thì mới ra được một cái nhân vật như này. Đấy. Nó có xét ở ngực rồi cái giáp ở trên người, làm sao nó phải độc đáo, nó phải không giống những cái khác. Bởi vì khi mà những người họa sĩ họ sáng tạo ấy, họ rất là dễ đi vào những cái lối mòn, những cái nhân vật trước đây họ đã sáng tạo hoặc là những cái nhân vật họ đã nhìn thấy. Đấy, cho nên họ rất là khó để mà sáng tạo nhân vật mới anh chị em ạ. Nhân vật mới hoàn toàn ấy, thực sự là gì ạ? Nó là một cái gì đấy rất khó cho những cái nhà làm sáng tạo. Nhưng mà với Midjourney thì sao ạ? Thì cực kỳ dễ dàng, cực kỳ nhanh. Và anh chị em thấy rằng là chỉ riêng một cái công dụng đấy thôi, thì
thì anh chị em thấy là nó đã gì ạ, nó đã rất là hữu ích rồi đúng không ạ, nó rất là hữu ích rồi đúng không ạ. Một cái tính năng đấy là tạo ra những cái nhân vật phản diện hoặc nhân vật chính diện đó. Đó thì chúng ta đã thấy rằng là gì ạ, nó rất là hữu ích để mà giúp chúng ta rồi đấy, mà nó cũng rất đẹp đó. Tất nhiên khi mà mình có những cái ý tưởng như này rồi thì những cái người làm sáng tạo họ sẽ biết cách để mà sao chép và nhân bản, cũng như là dựa trên cái đó để họ làm những cái nhân vật trong phim, phim hoạt hình hoặc là trong phim hoặc trong game hoặc trong truyện tranh đó. Đấy là cái ví dụ đúng không ạ. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến cái bước nâng cao hơn, đó là nếu mà chúng ta cứ làm ở trong cái new buy này ấy, thì có một cái điểm dở là gì ạ, là chúng ta tìm cái bức tranh của mình rất khó. Mình vẽ ra bức tranh xong rồi mình tìm bức tranh của mình rất khó anh chị em ạ. Thế thì Huy hướng dẫn anh chị em cách để mà dùng server riêng với cả Midjourney mà chúng ta sẽ không chung với ai cả, nên là bức tranh của chúng ta sẽ gì ạ, sẽ rất là yên tâm đấy ạ. Đầu tiên là chúng ta gì ạ, chúng ta nhấn vào thêm máy chủ này nhé, chúng ta nhấn vào thêm máy chủ này, chúng ta nhấn vào tạo mẫu riêng này đấy ạ, chúng ta nói là dành cho tôi và bạn bè tôi này đấy. Đấy, chúng ta có thể là gì ạ, đặt tên cái máy chủ của mình này đấy chưa ạ, rồi hoặc là xong nhấn tạo này. Rồi khi mà chúng ta có máy chủ rồi nhé, đấy thì chúng ta nhấn vào gì ạ, máy chủ của Huy Smart này đấy chưa ạ, cái tên máy chủ này đấy chưa ạ, xong chúng ta nhấn vào gì ạ, thư mục app này, thư mục app nhé. Đó đấy, ở đây nếu như mà chúng ta chưa có cái ứng dụng là gì ạ, là Midjourney ở đây đấy, thì chúng ta có thể kéo xuống chúng ta tìm, hoặc là chúng ta search ở đây nhé, Mid này đấy, nó sẽ ra ngay thôi đấy, Midjourney bot này đấy chưa ạ, nhấn vào đây đấy, chúng ta nhấn vào thêm vào máy chủ này đấy chưa ạ, thêm vào máy chủ này đấy, chúng ta nhấn là tiếp tục này, máy chủ của Huy Smart này đấy chưa ạ, nhấn tiếp tục này đấy, xong chúng ta nhấn phê duyệt này đấy chưa ạ, rồi xong chúng ta nhấn là tôi không phải là gì ạ, người máy đấy, như vậy là phê duyệt thành công này, xong mình nhấn tắt đi này. Như vậy là gì ạ, là mình đã đưa Midjourney vào trong cái gì ạ, cái kênh riêng của mình, coi như là mình tạo một cái phần chat riêng anh chị em ạ. Cái kia là phần chat nhóm, ở đây là phần chat riêng, mình chat một mình thôi đấy, mình chat một mình với cả cái con bot đấy thôi, anh chị em hiểu chỗ này không ạ. Bên kia mình chat nhóm mình cũng thể dùng bot được, mình chat riêng mình cũng thể dùng bot được anh chị em nhé. Ở đây mình cũng vậy, mình cũng tạo câu lệnh là gì ạ, image này anh chị em thấy không ạ, image này đó, ok không ạ. Rồi sau đó thì sao ạ, sau đó chúng ta gõ cái câu lệnh nào mình mong muốn. Bây giờ anh chị em thử nghĩ ra một cái điều gì đó mà anh chị em muốn vẽ thế này. Rồi tạo hai tài khoản bị lỗi. Có trùng nhân vật người khác có thể bị bản quyền không? Thì hiện tại là các cái ảnh mà được vẽ bằng AI thì không dính bản quyền nhé bạn nhé. Không ai đòi bản quyền của bạn đâu. Đấy. Riêng tất cả những cái hình ảnh bằng AI thì sẽ không dùng bản quyền được. Và Huy cũng đã nghiên cứu sử dụng là những cái hình ảnh vừa rồi á để là up lên để mà bán ở trên các cái nền tảng như là Shutterstock cũng như là Adobe Stock rồi là ST, nhưng hầu hết đều không được chấp nhận anh chị em nhé. Bán cái sản phẩm hình ảnh được tạo ra bởi Midjourney và các con AI ấy, thì hiện tại là các cái nền tảng đấy nó không chấp nhận luôn. Mặc dù nó có một cái phần đấy là sản phẩm được tạo ra AI, nhưng hầu hết cái bức tranh đều bị từ chối. Vẽ cái dĩa. Rồi cái dĩa thì bây giờ mình phải gì ạ, mình phải chuyển sang tiếng Anh. Đấy bây giờ nhá, mình dịch này. Đấy bây giờ vẽ cái dĩa thì mình vẽ một món ăn đi đúng không. Đấy vẽ món ăn loại gì đấy, bít tết đi, bít tết
steak, draw steak, đấy, nóng hổi, đấy, bốc khói, đúng không? Đấy, tươi ngon, tươi ngon, hấp dẫn, đấy, được chưa? Gì nữa không ạ? Đấy, sáng bóng, kiểu kiểu vậy, gì nữa? Đấy, kiểu kiểu vậy, nhé. Thì mình vẽ một cái đĩa bistec đi, đường nào mình cũng vẽ cái đĩa thì mình vẽ đĩa bistec đi. Đấy. Thì mình dùng tiếng Việt, xong rồi mình đưa vào phần dịch, cái mình dịch sang tiếng Anh. Sau đó mình đưa vào để xem nó vẽ cái đĩa bistec xem có ra cái gì không anh chị em nhé. Đấy. Và nó sẽ cố gắng để mà nó đoán cái gì ạ, đoán cái ý tưởng của mình, đoán cái ý tưởng của mình. Đấy. Rồi. Nóng hổi cho nên là nó thành bốc khói, cho nên là nó thành như là đấy, anh chị em nhìn thấy không ạ? Đây. Đấy. À, bi tết đây này, bốc khói này, anh chị em thấy không ạ? Bốc khói không ạ? Đấy, nóng hổi này, bốc khói này, đấy, anh chị em thấy không ạ? Đấy, cái đĩa này. Đấy, sáng bóng này, anh chị em thấy không ạ? Sáng bóng này. Đó. Anh chị em thấy không ạ? Đấy, nó vẽ cái bi tết đấy. Đẹp chưa? Hay không? Đấy, bây giờ mình có thể là gì ạ? Nâng cấp nó lên. Nâng cấp nó lên bằng cách là gì ạ? Cũng là gạch này, image này. Đấy, vẽ cái này. Nhưng mà gì ạ? À, mình viết thêm nó là gì ạ? Trình bày đẹp mắt. Đấy. Trên một cái đĩa to trắng. Đấy. Có thêm rau trang trí. Đấy. Được chưa? Mình bỏ cái sáng bóng này đi, không là nó hiểu nhầm này. Nóng hổi, bốc khói này. Bỏ cái này đi này, không nó hiểu nhầm này. Đấy, tươi ngon. Nóng. Nóng hổi thì mình ghi là nóng thôi. Đấy. Đấy, được chưa? Xong mình lại đây ạ. Copy cái này này. Được chưa? Mình đưa vào đây này. Nhấn enter. Đấy, như vậy là gì ạ? Là mình đã đưa thêm cho nó những cái chi tiết khác nhau để nó vẽ cho đúng cái ý tưởng của mình. Anh chị em lưu ý này, mình nghĩ như nào, mình mô tả càng chi tiết thì nó càng cho mình cái gì ạ, cái kết quả càng giống với cái mong muốn của mình. Còn nếu mà mình mô tả một cách sơ sài quá thì sao ạ, thì nó sẽ vẽ một cách sơ sài và mình sẽ bảo ô cái này không giống cái thứ tôi muốn. Thế thì anh phải biết anh muốn cái gì, anh phải mô tả cho tôi rõ là anh muốn cái gì, được không ạ? Anh muốn một cách sơ sài thì tôi chỉ vẽ sơ sài thôi. Nào anh chị em nhìn thấy không ạ? Anh chị em thấy nó trình bày đẹp mắt không ạ? Thấy nó cái đĩa trắng to không ạ? Đúng không ạ? Đấy, thấy một trang trí với các cái rau và các cái phần ăn kèm không ạ? Anh chị em thấy tuyệt vời không? Đó, nếu như mà các anh chị em nào mà làm bếp nhá, hoặc là đang bán hàng nhá, thay vì là mình chụp cái ảnh mà bít tết của mình trang trí chưa chắc đã đẹp được bằng nó đâu, đúng không? Thì mình đưa lên đây, mình bảo nó gì ạ, làm cho tôi cái này, anh chị em thấy không ạ? Thế bây giờ mình muốn nó gì ạ, nó điện ảnh hơn, nó nghệ thuật hơn, thì mình gì ạ, mình tiếp tục nhá. Mình tiếp tục đưa vào đây nhá, một số cái câu lệnh nâng cao nhá. Ví dụ như là gì ạ? Là high detail. Đấy, là chi tiết, là chi tiết hơn, đúng không ạ? Đấy. Rồi ở đây nó là food style. Tức là gì ạ? Là gọi là thể loại đồ ăn, thì nó sẽ vẽ cho mình làm sao nó giống cái đồ ăn nhất. Đấy. Đấy, 4K. 4K thì không có nghĩa là xuất ra cái độ phân giải 4K đâu anh chị em ạ. Nhưng mà nếu mà mình đưa cái 4K vào ấy, thì cái hình ảnh nó sẽ mang tính chất chi tiết hơn, nó sẽ chân thực hơn, được chưa ạ? Mình thêm một cái nữa, nó là cinematic. Tức là gì ạ? Nó mang tính chất
phim trường nó mang tính chất nghệ thuật một chút, tức là mình chụp ảnh nó dạng kiểu nghệ thuật đấy anh em ạ. Đấy thì nó cinematic một tí đó, được nhá. Đấy nó thêm một chút smoke, đấy, cho thêm một chút khói đúng không ạ, cho thêm một chút khói vào đấy, kiểu kiểu vậy, được nhá. Rồi mình có thể thêm một chút về rồi những cái từ, những cái nâng cao hơn nữa thì mình để sau nhá. Đấy, bây giờ mình mới đang chỉ chi tiết thêm một chút cho cái đĩa của mình xem nó có nét hơn, nó có đẹp hơn, nó căng hơn không nhá. Rồi đấy anh chị em thấy không ạ, cũng là một cái ý tưởng từ một cái đĩa bít tết thôi, nhưng mà nó tạo ra rất nhiều các biến thể khác nhau. Và khi nào chúng ta cảm thấy ưng ý với cái bức tranh của mình rồi thì lúc đấy thì làm sao ạ? Lúc đấy thì mình sẽ xuất nó ra và mình có thể in ấn vào trong menu của mình. Mình tạo ra cái menu đấy, anh chị em tưởng tượng mình tạo ra cái menu với một cái món ăn rất là hấp dẫn đó, kiểu kiểu vậy đó. Rồi đấy, anh chị em thấy nó đã khác chưa ạ? Này smoke này, khói này, anh chị em thấy không ạ? Đấy, nó có cả lửa này, cháy này, ôi khói này. Anh chị em đã nhìn thấy nó gọi là cinematic chưa? Tức là nó gọi là điện ảnh chưa? Đấy, anh nhìn thấy nó đã điện ảnh hơn chưa? Anh chị em thấy không ạ? Đấy, chỉ vài câu lệnh thôi mà nó đã tạo ra cho mình một một món ăn cực kỳ hấp dẫn. Anh chị em nhìn đã thấy hấp dẫn không ạ? Quá hấp dẫn đúng không ạ? Đấy, nhìn thấy hấp dẫn luôn này. Đúng là dạng ấy, đúng chất tả thực luôn anh chị em nhé. Đấy, thì đấy là cái cách. Ngoài ra thì mình còn rất nhiều các câu lệnh khác nữa, và dần dần thì chúng ta sẽ đi để chúng ta làm quen cách để mà chúng ta tinh chỉnh cái hình ảnh của mình, được ạ. Và cách dễ nhất để mà chúng ta tinh chỉnh cái hình ảnh của mình ấy, đó là chúng ta học từ người khác anh em ạ. Học từ người khác, tức là mình cũng vào cái kênh chung ấy, vào kênh chung này, sau đó học từ người khác, sau đó làm đi làm lại nhiều lần, được chưa? Cứ làm đi làm lại nhiều lần, mình cứ thấy hình ảnh nào đẹp ấy, thì bắt đầu là gì ạ? Hình cứ thấy hình ảnh nào đẹp, thì mình copy câu lệnh này. Đấy. Ví dụ nhá, mình phân tích cái câu lệnh này anh chị em nhé. Cái này là gì ạ? Ultra realistic, tức là gì ạ? Là siêu thực. Nó thực nhưng mà nó lại siêu thực. Đấy, tức là gì ạ? Nó lại hơi mang tính ảo một tí. Đấy. Rồi. Cinematic tức là gì ạ? Là bức ảnh, photography này, nó là bức ảnh nhá. Nó không phải là dạng 3D, nó không phải dạng hoạt hình, mà là photography, nó là bức ảnh, được chưa? Nhưng mà nó dạng là dạng phim. Nó giống như trong phim ấy, anh chị em thấy không? Đấy, giống như là một cô gái là trong phim. Đó, nhưng mà nó ultra realistic, tức là nó là siêu thực. Đấy ạ. High resolution tức là gì ạ? Độ phân giải cao. Đấy, ở đây nó cho hẳn 8K. Đấy, cho hẳn 8K tức là gì ạ? Là độ phân giải rất là sắc nét, độ sắc phân giải dành cho phim ấy. Được chưa ạ? Không có nghĩa là bức ảnh này 8K đâu anh chị em, nhưng mà nhìn trông như là được chụp bởi bức ảnh 8K ấy. Được chưa ạ? Rồi, dark color correction tức là gì ạ? Là cái màu sắc thì nó hơi tối một chút, được chưa ạ? Đấy, dark color. Đấy. Đấy. Gloomy atmosphere tức là gì ạ? Là cái không khí nó hơi tối tăm, hơi u ám, hơi ảm đạm, hơi buồn, hơi u sầu một chút anh chị em nhé. Đấy. Beautiful woman tức là một cô gái đẹp. Ngồi sitting at the bar tức là ngồi ở cái quán bar. Đấy. Và lighting a cigarette tức là gì ạ? Là có một cái điếu xì gà, nhưng ở đây nó không thể hiện điếu xì gà. Ở đây nó chưa thể hiện cái điếu xì gà anh chị em nhé. Blue eyes tức là mắt xanh. Anh chị em thấy mắt có xanh không ạ? Đấy, mắt là xanh đấy. Nhưng mà do là cái màu nó đắc, nó tối quá cho nên là nhiều khi mình thể hiện nó không rõ. Đấy. Black long navy hair. Đấy, tức là gì ạ? Là cái màu tóc ấy là gì ạ? Là đen dài, và navy là cái màu gì ạ? Là cái gợn sóng ấy nhỉ? Navy là gợn sóng lăn tăn, đấy ạ. Đấy, gọi là dài đến tận gì ạ? Đến tận bụng. Đấy, đây là gì ạ? Tóc dài này anh chị em nhé, thấy không? Tóc đen lượn sóng dài xuống bên dưới, anh chị em thấy không ạ? Rất chi tiết. Full lip tức là gì ạ?
là gọi là cái môi mọng đỏ đấy, cái môi lip là cái môi môi mọng đỏ, full lip tức là môi mọng đỏ, môi mọng đấy. Đấy. Cái cái mặt đấy, cái mặt cô ấy là cái chi tiết mặt này, cái chi tiết mặt cô ấy thì nó rất là gì ạ, rất là sắc bén nhọn, rất là rõ ràng đấy, tức là cái mặt ấy nó rất là sắc bén, rất là rõ ràng, rất là sắc nét đó, tức là ý là mô tả cái mặt nó phải sắc nét đấy. Rồi cái áo thì sao ạ, cái váy thì sao ạ, cái váy thì đỏ này đấy, và bodycon, bodycon ở đây tức là nó ôm sát người ấy. Đấy, nó có thể body fit hoặc là body con, tức là nó gì ạ, nó ôm sát người và nó có những cái đường xẻ, nó body con đấy, thì nó có những cái đường xẻ trên cái áo đấy, anh chị em thấy không ạ? Đấy, look bored tức là gì ạ, là nhìn thấy có những cái gì ạ, cái điều buồn bực hay là gì ạ, là cô ấy đang nhìn nhìn một cách gọi là hơi buồn, hơi chán nản, hơi buồn tẻ một chút đó. Như vậy là gì ạ, ở đây khi mà chúng ta học về câu lệnh của Miss Johnny ấy, thì chúng ta phải học bằng các cái ví dụ như vậy, và chúng ta phân tích từng cái chữ ở trong đó, và sau khi chúng ta phân tích 10, 100 đấy, 500 cái bức ảnh khác nhau, thực ra không cần đến 500 đâu anh chị em, anh chị em cần phân tích 100 cái bức ảnh thôi, thì anh chị em chúng ta đã trở thành bậc thầy với Miss Johnny, chúng ta có thể sáng tạo ra những cái bức ảnh rồi, được chưa? Như vậy với một cái hướng dẫn anh chị em cách để mà chúng ta gì ạ, phân tích một bức ảnh này, chúng ta ra được rất nhiều những cái từ mà chúng ta có thể này, ví dụ như là high resolution này, là chúng ta có thể áp dụng vào trong bức ảnh của mình này, 8K này, dark color này, correction này, đấy, gloomy atmosphere này, nó hơi buồn, không khí nó hơi buồn ảm đạm này. Đấy, rồi là beautiful woman sitting at the bar, tức là gì ạ, cô gái đẹp mà gì ạ, đang ngồi ở quán bar này. Thì cách dễ nhất ấy, để anh chị em ấy, là anh chị em copy cái này, nếu mà mình không biết tiếng Anh, mình copy cái này xong mình cho vào phần dịch đấy, thì ở đây là gì ạ, nó là chụp ảnh, ảnh chụp điện ảnh cinematic, là điện ảnh siêu thực, độ phân giải cao 8K, hiệu chỉnh màu tối đấy ạ, đấy, màu tối, bầu không khí u ám, người phụ nữ xinh đẹp ngồi ở quầy bar và châm một điếu thuốc, mắt xanh đấy, mái tóc đen dài gợi sóng đến bụng, đôi môi đầy đặn, nét mặt sắc sảo, váy bodycon đỏ nhìn trông chán nản. Đấy. Thì anh chị em thấy không ạ? Như vậy là chúng ta dịch ngược những cái câu lệnh của người ta để làm gì ạ? Để học. Đó. À, ví dụ như là cái câu lệnh này nhá. Đấy. Anh chị em chúng ta cũng có thể là gì ạ? Gọi là hack câu lệnh bằng cách học cách nhanh nhất đấy là học từ đối thủ, học từ gì ạ? Bạn của mình. Một cái nhân vật này ở trong series anh hùng gì ạ, Ngọc Rồng đấy, bảy viên Ngọc Rồng đấy. Đấy, có tên là Cumber, trong môi trường không gian với tông màu tối đấy, với nhiếp ảnh 8K đấy, tỷ lệ chân thực đấy ạ, thằng này nó viết liền luôn, không hề có dấu phẩy luôn, anh chị em để ý không ạ? Đấy, nó cũng ra này anh chị em này, đây là một cái nhân vật ở trong cái bộ chuyện là gì ạ, là bảy viên Ngọc Rồng, được chưa ạ? Đấy, Dragon Ball đó, ở trong tàu vũ trụ đấy, màu tối chân thực đấy, sắc nét, anh chị em thấy không ạ? Rất sắc nét đó, thì nó cũng gì ạ, nó cũng tìm ra cách để nó gì ạ, nó vẽ cho mình một cái nhân vật như vậy đấy. Rồi tương tự như vậy này, đây là một cái con gì ạ, con khủng long, nhưng mà khủng long bé, nó gọi là baby dino đấy, đây này, baby dino này, baby dino nó biết ngay con khủng long bé này đấy, nhưng mà nó lại gì ạ, nó đang làm cái gì đây này, thấy chưa? Nhân viên pha chế khủng long bé, anh chị em thấy không ạ? Barista nó là nhân viên pha chế, nhưng là baby dino, thế thì ngay lập tức nó hiểu luôn là một cái gì ạ, là nhân viên pha chế nhưng mà lại khủng long bé, anh chị em thấy không ạ? Đấy, nó có đang pha chế này, máy móc thiết bị này, anh chị em thấy không ạ? Rất là đơn giản thôi, một câu lệnh rất đơn giản, nhân viên pha chế cộng với cả khủng long bé thì ngay lập tức ra con này, được chưa? Anh chị em thấy là cái trí tưởng tượng mình của mình nó bắt đầu nó được kích hoạt, nó được bay cao chưa?
đúng không ạ? Đây là một cái cốc rượu này, Captain American này. Rồi, biệt thự mùa đông của đội trưởng Mỹ. Biệt thự mùa đông của đội trưởng Mỹ. Đội trưởng Mỹ là Captain American đúng không? Nhưng đây là biệt thự mùa đông của đội trưởng Mỹ. Đấy. Tức là gì ạ? Đây là một phần trong cái biệt thự mùa đông của đội trưởng Mỹ. Đấy, rất hay. Đây anh chị em xem đấy bức tranh này. Đấy, thì nó là gì ạ? Nó cũng rất là siêu thực luôn. Đấy. Siêu thực tức là nó không có thực ấy. Đấy, realistic ultra này, cận cảnh thực tế. Một bữa bãi biển nhiệt đới đầy cát và nắng với cát nhiều lớp. Đấy, anh em ạ. Sandy and sunny tropical này, đấy, nhiệt đới này, nắng và cát này, với nhiều lớp cát này. Đấy, thì nó ra được cái ảnh như này. Đấy, nắng này, cát này, anh chị em thấy không ạ? Bãi biển nhiệt đới đúng không ạ? Nhiều lớp cát đây này. Đó, anh chị em thấy không ạ? Thì nó sẽ cố gắng đoán cái gì ạ? Cái ý của mình, đoán cái suy nghĩ của mình. Đây, đây là một cái style khác anh chị em nhé. Đây là một cái style khác anh chị em thấy không ạ? Cái style này thì nó sao ạ? À, chúng ta lại copy này, xong rồi chúng ta lại gì ạ? Vào đây chúng ta kiểm tra này. Sách thiếu nhi nhá, children book nhá. Đấy, illustration này. Đấy, minh họa, illustration là minh họa nhá. Hình minh họa cho cái gì ạ? Sách thiếu nhi. Đấy, một cô gái gì ạ? Da màu, da đen. Với một cái gì ạ? Mái tóc xù toàn thân. Đấy. Hay thay đổi hạnh phúc đi đứng chỉ tay. Tức là gì ạ? Có thể là nó sẽ vẽ những cái hình là hình đi này, hình đứng này, hình chỉ tay này, hình hạnh phúc này. Được chưa ạ? Anh chị em xem thấy có đúng không? Đấy. Mái tóc xù to toàn thân này, được chưa ạ? Đấy, đi đứng này, chỉ tay này, được chưa ạ? Hình minh họa cho sách trẻ em, anh chị em thấy không ạ? Nó ghi rõ là hình minh họa sách trẻ em, anh chị em thấy cái này có thể dùng là hình minh họa cho sách trẻ em, ok không ạ? Rất ok đúng không ạ? Tức là nó hiểu ý của mình đấy, đúng không ạ? Rồi, ở đây là một cái phong cách khác này. Phong cách này là gì ạ? Phong cách của một cái phim 3D hoặc là cái hoạt hình 3D gì đó đúng không ạ? Đấy, đấy, chúng ta thử copy cái này là chúng ta gọi là gì ạ? Dịch ngược, gọi là debug anh chị em. Đây, Simple Pizza's Quality là mô hình gì ạ? Maya 3D chất lượng. Đấy, với phong cách của Pizza. À, Pizza là một cái công ty về hoạt hình rất lớn của Mỹ, được nhỉ? À, và nó đơn giản thôi. Đấy. Của một người đàn ông hỗn hợp như bò cạp trong tư thế hành động, à, ác quỷ, có ánh nắng mặt trời, đấy, ánh nắng mặt trời đang xoắn vào. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Có người đàn ông nhưng mà lại kết hợp với cả gì ạ? Bò cạp, đấy, đang ở trong tư thế hành động, đúng không nhỉ? Đấy, anh chị em thấy không ạ? Người đàn ông mà kết hợp với bò cạp trong tư thế hành động. Với cái ánh nắng mà đang xoắn vào. Đấy, và nó đơn giản. Đấy, với cái phong cách hoạt hình của Pizza. Anh chị em thấy không ạ? Nó hiểu ý của con người đấy. Và nó tạo ra cho chúng ta những cái hình ảnh rất là đẹp. Đây, ví dụ như là chúng ta muốn vẽ truyện tranh chẳng hạn. Đúng không ạ? Chúng ta muốn sáng tác truyện tranh chẳng hạn. Đây, thì chúng ta tưởng tượng như này. Một cậu bé buồn bã ngồi trên ban công và suy nghĩ nhìn vào hoàng hôn. Khuôn mặt thật, cực chân thật, cực chi tiết. Đấy, thằng này là ultra realistic, ultra detail, 4K, real face. Đấy, như vậy là gì ạ? Là chúng ta nhìn thấy là bức ảnh này là bức ảnh gì ạ? Real face, tức là bức ảnh thật, không phải là hoạt hình nhé anh chị em nhé. Không phải hoạt hình, đây là real face, là bức ảnh thật, được chưa ạ? Thứ hai nữa là nhìn vào hoàng hôn, ngồi ở ban công, anh chị em thấy không ạ? Đấy, ngồi ở ban công, nhìn vào hoàng hôn, đấy, mặt buồn bã. Suy nghĩ nhìn vào hoàng hôn, mặt buồn bã suy nghĩ nhìn vào hoàng hôn, khuôn mặt thật cực kỳ chi tiết, anh chị em thấy không ạ? Đúng không ạ? Đấy, cực chân thực, cực chi tiết, 4K, anh chị em thấy chưa? Nét căng luôn. Đấy, thấy không? Nó hiểu ý của mình đấy, cho nên việc của mình đó là gì ạ? Tưởng tượng ra, sau đó là gì ạ? Để cho nó hiện thực hóa cái ý tưởng của mình. Ở đây là cái gì đây? À, đây. Một bức ảnh cực kỳ chân thực về Goku đang ngồi trên một chiếc ghế dài mặc một bộ đồ màu đen được bao quanh bởi tiền và một con hổ trên sàn đang ngủ cạnh chân anh ấy. À, Goku, nó không hiểu Goku là cái gì.
nó vẽ đại ra một người, xung quanh là tiền với giấy với cả cái gì đây, báo cái gì đây này, một con hổ đang nằm ở trên sàn thì nó vừa là gì ạ, vừa nó chẳng biết là hổ thật hay hổ giả. Đấy, đấy hổ nằm dưới chân anh ấy. Thì cái này nó chưa hiểu cái câu chuyện lắm. Đấy, cho nên là nó vẽ nó chưa có vẻ chưa đúng ý đồ khán tác giả lắm. Đấy. Đấy. Đây nha. Cái này là realistic ultra này, close up này, tức là gì ạ? Là cái ảnh close up, tức là ảnh gì ạ? Cận cảnh nhá, ảnh gần. Tức là chụp sát vào, close up nhá. Đấy. Và cát này và nắng này. Đấy, biển này. Đấy, với nhiều lớp cát này. Đó. Ở đây lại một cái hình ảnh khác nhá. Đấy, một cái cô gái này. Đấy, a beautiful smile woman. Đấy, đấy nha chị em nha. À, nụ cười xinh của một người phụ nữ giống như là IU là gì không biết, ca sĩ Hàn Quốc. À, một ca sĩ Hàn Quốc rất xinh đẹp ở độ tuổi 20, mang hơi hướng phương Tây. Mẹ thế mẹ ác ấy, đã cho một cái gọi là một cái IU, tức là một cái người cụ thể nào đó, mà ca sĩ Hàn Quốc xinh đẹp lại độ tuổi 20 mà lại mang hướng phương Tây. Đấy, thì anh chị em thấy rằng là gì ạ? Cô gái Hàn Quốc đang cười rất đẹp đúng không ạ? Ở tuổi khoảng 20 đúng không ạ? Nó hiểu đấy. Và là gì ạ? Cũng hơi tây tây đúng không? Đấy, như vậy là gì ạ? Là rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đó. Đây, hoặc là một cái hình này trông rất là siêu thực đây. Đây là một công chúa trẻ. Đấy. Đấy nha. Rồi. Một công chúa trẻ với mái tóc xanh đen, đôi mắt màu hoa cà tạo ra một ánh sáng mê hoặc bằng tay. Đấy ạ, ánh sáng mê hoặc bằng tay này. Ở giữa một khu rừng, đấy, 4K, thời Trung Cổ, giả tưởng sử thi. Tức là gì ạ? Epic, tức là sử thi. Đấy, giả tưởng là fantasy. Anh chị em nhé. Đấy, như vậy là gì ạ? Nó mang tính chất là fantasy, là giả tưởng. Mang tính chất là epic, tức là sử thi. Đó, nó ở trong một khu rừng, đúng không ạ? Ở trong một khu rừng. Đấy. Và đang tạo ra một cái ánh lửa ma thuật bằng tay. Đúng không ạ? Tạo ra một ánh sáng mê hoặc bằng tay. Đấy. Tóc xanh, đen, đôi mắt màu hoa cả. Đấy, anh chị em thấy không? Tóc xanh đen và đôi mắt màu hoa cả. Anh chị em thấy không ạ? Đó, rất tuyệt vời. Tạo ra ánh sáng ma thuật bằng tay. Đó. Rồi, chúng ta có thể tham khảo rất nhiều những cái hình ảnh khác. Ví dụ như là dùng Midjourney để vẽ gì ạ? Vẽ logo. Thì logo với Midjourney thì nó cũng có rất nhiều cái style khác nhau anh chị em nhé. Thì hôm nào về đến chủ đề vẽ logo thì Huy sẽ đi sâu hơn với anh chị em về vẽ logo. Đấy. Vẽ logo thì nó cũng rất đơn giản đâu. Mình gì ạ? Mình đưa cái logo mình vào. Ví dụ như là logo này theo cái mức theo đảng thiểu số gì đây, logo này đen và trắng đấy, với chữ này là N3 đấy. Ở đây nó muốn là gì ạ? Tạo ra chữ N3, nhưng mà gì ạ? Như Midjourney thì nó lại cứ sáng tạo, nó tạo ra cái chữ khác đó. Thì mình sẽ có cách anh chị em nhé. Đây là những cái câu lệnh bằng chữ Trung Quốc anh chị em nhé. Đây câu lệnh nó bằng viết bằng chữ Trung Quốc luôn này, anh chị em thấy không ạ? Đấy, mình muốn mình có thể là gì ạ? Mình cũng có thể dịch luôn anh chị em nhé. Chơi luôn, sợ gì đến Trung Quốc. Rồi, tranh sơn dầu, thế giới dũng cảm, ca hát, vui chơi trên sân cỏ, cảnh sắc tươi tốt của chim và hoa, không khí vui vẻ, chi tiết, an toàn và hạnh phúc. Một cõi mới tươi đẹp, nơi con người muốn sống mãi và tận hưởng sức khỏe mãi mãi. Tâm bình yên và vui vẻ, sáng sủa, tràn ngập ánh nắng và cảm giác xanh tươi. Mặt trời chiếu từ phía bên phải của bóng cây, một người khác ngủ trên bãi cỏ và tận hưởng ánh sáng. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Nó giới thiệu rất nhiều, nhưng mà nó đưa ra bức tranh Trung Quốc như này với rất nhiều chữ Trung Quốc. Đấy, nó cũng hiểu rằng là anh là người Trung Quốc đây. Đấy, kiểu vậy. Đây nha, còn cái này nha, đó là gì ạ? Họ up lên một cái bức tranh. Đây, họ lấy một cái bức tranh này làm mẫu anh chị em nhé. Đây, một bức tranh ma quái này. Đấy. Xong họ bảo là gì ạ? Abstract fantasy art, tức là gì ạ? Tranh nghệ thuật gì ạ? Giả tưởng. Đấy.
Đấy, được chưa ạ? Màu đen tối, anh chị em thấy không ạ? Từ cái bức tranh kia nhá, nó lấy ý tưởng nhá, nó làm ra cái bức tranh này. Anh chị em ạ, nó chỉ lấy ý tưởng thôi nhá, nó không lấy nguyên si đâu. Được chưa ạ? Đấy, cũng là bức tranh ma quỷ như này nhá. Được chưa ạ? Và từ bức anh tranh ma quỷ đó, nó lấy ý tưởng để nó làm ra bức tranh ma quỷ như này. Anh chị em thấy là sao? Tức là nó thể hiện cái sự sáng tạo của nó rất là tuyệt vời. Và nó gì ạ? Nó cũng có cái logic riêng của nó. Nó có tính logic của nó. Đấy, được không ạ? Đấy. Nhưng mà để nó vẽ đúng theo ý mình, ví dụ như cô này quay mặt sang phải, quay mặt sang trái, cái thứ này là mình phải rất chi tiết và phải làm đi làm lại rất nhiều lần thì mới ra được nhá. Anh chị em nhìn này, nó vẽ bức tranh này nhìn trông có đẹp không? Đẹp chưa? Chi tiết chưa? Nét chưa? Uấy này, nhìn áo đẹp này, tóc đẹp này. Tuyệt vời không? Uấy, anh chị em thấy không ạ? Người mẫu mà chụp được kiểu này là cũng ngất ngây con gà Tây luôn đấy. Thứ nhất là trang điểm này, trang phục này, màu sắc này, rồi là gì ạ? Rồi phải ánh sáng này, rất nhiều thứ mới ra được một cái bộ ảnh như này đúng không ạ? Nó chỉ cần vài câu lệnh thôi anh chị em nhé. Đây, cái này là cái mà mình học gọi là nâng cao hơn này, nhìn đấy ạ. Toàn thân một thiếu nữ xinh đẹp trong chiếc áo khoác màu ánh kim ba chiều đấy nhá. Trước chiếc xe đạp chiếc xe máy nhá, bay là xe máy nhá. Đấy. Kawasaki màu chrome. Nhớ này, cái màu chrome rất là màu gì ạ? Nó là màu kiểu như là lấp lánh nhiều màu ấy. Đấy. Tóc màu ánh kim ba chiều trong đêm Tokyo. Đấy. Được phân loại màu đẹp mắt. Beautiful color. Cái loại màu đẹp mắt, beautiful color. Đấy, độ phân giải cao 8K, chi tiết cao. Anh chị em thấy không ạ? Cái câu lệnh là high detail này, rồi là gì ạ? High resolution này, rồi 8K này, nó làm cho cái gì ạ? Cái bức ảnh nó gì ạ? Nó thật hơn và nó sắc nét hơn và nó sâu hơn và nó chi tiết hơn. Đúng chưa ạ? Còn cái V4 ở đây ấy, nó thể hiện là gì ạ? Là cái version 4. Con Midjourney này nó có 7 cái version khác nhau anh chị em ạ. Và version 4 hiện nay đang là version đẹp nhất. Đấy ạ. Thế tiếp theo là câu lệnh này AR này, gạch gạch AR này, xong cách ra một cái này 916 này, tức là gì ạ? Là thể hiện cái hình ảnh dọc giống như là xem trên điện thoại. Đấy ạ. Bình thường nó hình ảnh vuông, nhưng mà mình muốn cho nó hình ảnh dọc hoặc hình ảnh ngang. Nếu hình ảnh ngang thì mình đang gạch gạch AR là 169. Đúng không ạ? Hoặc là 32. Đấy, còn nếu hình ảnh dọc thì là 23 hoặc là 916 anh chị em nhé. Rồi. Thì bây giờ mình thử copy cái câu lệnh này. Ôi, đâu rồi? Mình thấy thằng này đẹp, mình copy thế nào. Đâu mất rồi? Đấy, anh chị em thấy không? Thế cái này nó hơi dở chỗ này. Chạy đâu mất rồi? Đây. Đây, một thằng khác copy anh chị em ạ. Một thằng khác copy nó ra lại người khác. Đấy. Bây giờ mình copy vào cái của mình nhé. Đây nhá. Bây giờ mình không phải là beautiful young lady nữa mà mình là handsome boy. Đấy. Handsome boy. Đấy. Được chưa? Tương tự như vậy, được chưa? Đấy. Rồi. Chỗ này nó không phải là 916 mà là 169. Thì điều gì sẽ xảy ra? Anh chị em thử nhá. Đấy. Ngoài ra thì mình muốn biết các cái phiên bản của Midjourney ấy, thì mình nhấn vào phần setting này. Nhấn enter này. Thì ở đây đấy, nó có các cái phiên bản của Midjourney như sau. Thứ nhất là Midjourney version 1, version 2, version 3, version 4 và version 5 là version Nizi. Version Nizi mode ấy thì nó sẽ là ảnh dạng như kiểu hoạt họa ấy, hoạt hình anh chị em nhé, kiểu hoạt hình hoạt họa nhé, được chưa? Ngoài ra thì nó còn có mấy cái máy, cái version nữa, đấy là MG Test Photo, đấy, thì đây là hai cái phiên bản nó đang thử nghiệm, được chưa? Tức là gì ạ? Cái phiên bản Test Photo này ấy, nó chụp ra hình như là mình chụp ảnh luôn, được chưa? Còn MG Test này thì nó test lung tung hết cả.
Ở đây nó có ba cái chế độ là gì ạ? Là chất lượng hình ảnh. Thứ nhất là half quality, base quality và gì ạ? High quality. Được chưa ạ? Đấy. Và thông thường mình dùng để base quality là gì ạ? Là cái chất lượng trung bình. Còn nếu mình để high này thì là gì ạ? Là x2 cost, tức là gì ạ? Nó dùng một cái lệnh này ấy. Ví dụ như là mình có được 25 cái lệnh miễn phí chẳng hạn, thì mình dùng high quality thì một phát thì nó dùng hai cái quyền của mình luôn. Đấy. Ví dụ như là bình thường mình dùng một cái ảnh, mình viết một câu lệnh thì mình mất một quyền, nhưng mà mình để high quality thì mình mất hai quyền luôn, coi như là hai cái coin luôn. Đấy. Cái style là cái gì ạ? Cái style đây là cái phong cách hay là cái cách vẽ, thì nó có thể là gì ạ? Thấp, trung bình, cao và rất cao. Được chưa ạ? Thì bình thường mình cũng để là trung bình. Mình có thể để lên style là cao hoặc là very high, được không ạ? Đấy. Regular upscale, tức là upscale tức là cái mà mình nâng cấp cái bức tranh của mình lên cho nó chi tiết, cho nét ấy. Thì nó có ba loại, tức là regular tức là bình thường, light upscale tức là upscale lên nhưng mà thêm ánh sáng vào cho nó sáng sủa hơn, và beta upscale thì cái này đang thử nghiệm, beta là bảo thử nghiệm thì nó cũng sẽ upscale theo một cái dạng khác. Đấy. Tiếp theo nữa là public mode, tức là cái trạng thái chế độ là gì ạ? Chế độ gọi là chia sẻ công cộng. Đấy. Hoặc là still mode tức là gì ạ? Là chế độ là lén lút, tức là chế độ mà một mình thôi, nhìn thấy thôi. Đấy. Đấy, hoặc là remix mode, tức là chế độ này là nó sẽ kết hợp với nhau. Ngoài ra thì nó có hai cái chế độ để tạo một chế độ là nhanh và chế độ gì ạ? Chế độ relax và chế độ chậm. Nhưng mà thực tế nó test cái chế độ chậm này ấy, thì nó cũng không chậm hơn bao nhiêu đâu. Nó không chậm hơn nhiều đâu anh chị em nhé. Rồi. Và ở đây là chúng ta đã đổi từ cô gái sang một chàng trai. Nhưng anh chị em thấy không ạ? Là bức tranh cũng rất là sắc nét, với cái áo rất là gì ạ? Màu kiểu chrome trông rất là đẹp, đúng không ạ? Đấy, màu kiểu chrome đó. Đấy, màu chrome này trông rất đẹp luôn. Anh chị em thấy không ạ? Đấy. Anh chị em thấy cái sản phẩm mà mạ chrome đó, đúng không ạ? Mạ chrome nó màu nó bạc và nó ánh lên, nó kiểu kim loại, nó rất là đẹp. Đó, áo màu chrome. Đấy, tóc thì cũng hai màu đấy. Chàng trai ở bên cạnh chiếc xe mô tô của Kawasaki, đúng không ạ? Đấy. Anh chị em thấy không ạ? Mình chỉ đổi một cái chữ trong cái câu lệnh thôi, ngay lập tức chúng ta sẽ ra những cái ý tưởng mới, những cái bức tranh mới, được chưa ạ? Đó. Như vậy là Huy đã hướng dẫn anh chị em sơ bộ những cái gì ạ? Những cái test, còn anh chị em phải test thực tế. Đó, còn Huy cũng sẽ test và Huy sẽ viết một cái cuốn sách. Huy sẽ viết một cái cuốn sách về Midjourney. Huy đang viết cuốn sách thì đúng hơn, Huy đang viết cái cuốn sách về Midjourney, giải thích cho anh chị em tất cả những cái từ khóa này, những cái câu lệnh này, rồi những cái gọi là chi tiết này, được chưa ạ? Ngoài ra thì Huy còn có một cái nó gọi là tool. Huy có một cái tool. Đấy, Huy có một cái tool để mà khi mà anh chị em làm ấy, thì anh chị em sẽ biết được tất cả những cái biến thể của nó. Ví dụ như là vẫn là bức ảnh đó nhé, thì chúng ta vừa rồi là chúng ta có cái màu là màu chrome. Đây, chromatic này, được chưa ạ? Đấy, cái màu chromatic này. Đấy. Nhưng ngoài ra thì nó còn rất nhiều cái nữa, comic book, ví dụ như là sách hoạt họa này. Đấy, hoặc là màu than chì này. Đấy, hoặc là gì ạ? Computer chip này, hay là cái dạng kiểu Da Vinci, tức là dạng theo phong cách của Da Vinci, hoặc là theo phong cách là vẽ hình theo kiểu Da Vinci. Đấy. Ví dụ như là vẫn là cái bức ảnh đấy thôi, nhưng mà mình chỉ thêm vào cái phong cách của Da Vinci drawing, ngay lập tức thì nó sẽ biến thành một cái khác. Ví dụ ở đây mình đưa vào cái Da Vinci drawing ở trong cái câu lệnh này, thì ngay lập tức chúng ta sẽ ra được một cái hình ảnh mới hoàn toàn luôn. Đó. Ví dụ vẫn là câu lệnh này nhé. Ví dụ vẫn là câu lệnh này, nhưng mà chúng ta thêm vào đấy cái gì ạ? Da Vinci drawing. Chúng ta sẽ nhìn thấy sự khác biệt rất là lớn luôn. Chúng ta sẽ nhìn thấy sự khác biệt rất lớn luôn. Được chưa ạ? Như vậy là gì ạ? Ở đây
với mỗi một cái biến thể thì nó lại cho ra rất nhiều những cái option khác nhau. Đây là style anh chị em nhé, style có rất nhiều style khác nhau đấy. Ví dụ như là DNA này, ví dụ như là DUN là những cái độ cát này, rồi là electrical này, tức là lại có những cái dòng điện chạy qua này chẳng hạn thế, hoặc là fiber optic, tức là nó lại có những cái sợi thủy tinh này ví dụ thế, hay là fluorate nó lại mang tính chất là hoa, ví dụ như cái xe máy mà lại fluorate thì lại xe máy làm bằng hoa kiểu kiểu vậy, hoặc là Fibonacci thì nó tạo ra những cái hình xoắn ốc giống như hình Fibonacci đấy đấy, hoặc là futuristic thì nó lại mang tính chất tương lai đấy đấy, hoặc là galactic thì nó lại mang tính chất vũ trụ đấy, mang tính chất là hệ hệ thiên hà kiểu kiểu như vậy anh chị em đấy, hoặc là glass bomb Boeing, tức là nó lại gì ạ, những cái hạt thủy tinh nóng ấy anh chị em đó đấy, hoặc là graphic novel, tức là những cái nó mang tính chất hơi hướng là kiểu như là tiểu thuyết đấy, hoặc là graffiti, tức là nó lại giống như kiểu là mình vẽ tranh đường phố ấy anh chị em ạ đấy, hoặc là hell nó giống như là địa ngục đấy, horror tức là nó sẽ mang tính chất là gì ạ, là hơi u ám, hơi kiểu nguy hiểm, nó kiểu như là gì ạ, là kinh sợ một chút đấy, là kinh dị một chút đấy, hoặc là IS, tức là gì ạ, cái bức ảnh đấy nó lại thời kỳ là gì ạ, thời kỳ kỷ băng hà hoặc là Jurassic, tức là nó lại mang hơi hướng của gì ạ, khủng long đấy, hoặc ice thì nó lại mang hơi hướng là gì ạ, nó gọi băng giá đấy, tức là vẫn là bức ảnh đấy nhưng mà nó mang tính chất là gì ạ, hơi băng giá một tí đấy. Đấy anh chị em ạ, chỉ cần thêm một cái chi tiết đấy là gì ạ, Da Vinci drawing một phát anh chị em thấy không ạ, thì nó lại ra cái hình ảnh nó khác hoàn toàn, nó vẫn là màu sắc đấy, nó vẫn là hình ảnh đấy, nó vẫn là kiểu như vậy, nhưng mà nó lại gì ạ, nó lại mang tính chất là bức bức tranh vẽ của drawing của Da Vinci đấy. Da Vinci nó có cái phong cách vẽ riêng của ông ấy, cho nên khi mà ông vẽ bất kể cái gì thì nó vẽ theo cái phong cách của ông ấy, anh chị em thấy không ạ. Như vậy là với mỗi một biến thể là chúng ta lại ra được cái sự tưởng tượng khác nhau đấy. Và khi mà anh chị em làm chủ tất cả cái bộ công cụ này, anh chị em thử nghĩ xem ạ, nó kinh khủng như nào, được chưa ạ? Mà chưa hết đâu, đấy nó chỉ là một phần thôi, đấy là style thôi, nó còn lighting nữa. Lighting thì nó có những cái gì, ánh sáng, nó là ánh sáng cổ đại, ánh sáng ở phía sau, ánh sáng phía trước, ánh sáng trực tiếp, ánh sáng là gì ạ, là theo hình tia đấy, rồi là gì ạ, ánh sáng theo kiểu gì ạ, kiểu điện ấy, điện tử ấy đấy, ánh sáng theo kiểu lửa, ánh sáng theo kiểu phát sáng, glowing, phát sáng lên đấy, hoặc là ánh sáng theo kiểu gì ạ, ánh trăng đêm đấy, hoặc ánh sáng theo kiểu lava đấy, hoặc night club, tức là buổi 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 đêm ở trong club, ở trong bar đấy đấy, rồi quantum dot display, tức là những cái ánh sáng điểm nhưng mà nó lại dạng nó lại nhiều màu sắc, nó phát sáng ấy. Hoặc nuclear waste, tức là những cái phế phẩm về hạt nhân, rất nhiều cái loại luôn anh chị em đấy. Sau đó lại camera, thế là mình lựa chọn cái loại camera mà DSLR ấy, cái loại là ống kính mà gì ạ, ống kính cơ quang học ấy. Đấy, hay là loại là panorama, tức là mình nhìn toàn cảnh 360 độ này. Đấy, hoặc là gì ạ, là ống kính điện tử electron microscope. Đấy, hoặc là macro lens, tức là gì ạ, là ống kính mà lại diện là siêu nhỏ, tức là siêu siêu sát chi tiết, là micro. Đấy, được chưa ạ? Đấy, rất nhiều các loại ống kính khác nhau tạo ra những cái biến thể khác nhau nữa anh em ạ. Chưa hết là chúng ta có thể vẽ dựa trên những cái dạng những cái nghệ sĩ, ví dụ như là những nghệ sĩ ở đây anh chị em có thể thấy như là Goya này đấy, ví dụ như là Francis Bacon này đấy, ví dụ David Hockney này đấy, ví dụ như là Jean Michel này đấy, hoặc Leonardo da Vinci này đấy, tức là những cái tác giả nổi tiếng, ví dụ là Michelangelo này, Monet này, ví dụ thế đấy, Picasso này, anh chị em thấy không? Tức là mình sẽ vẽ tranh theo phong cách của Picasso đấy, mình là học trò của Picasso, hoặc mình để Picasso vẽ cho mình, anh chị em thấy không ạ? Rất nhiều những biến thể khác nhau, hoặc Van Gogh này, anh chị em, toàn những cái họa sĩ nổi tiếng trên thế giới mình có thể vẽ theo cái phong cách của ông ấy, được không ạ? Đấy, rất hay.
Ngoài ra thì có màu sắc, ví dụ màu sắc thì amber là màu hổ phách này. Đấy, baby blue color là màu màu xanh nhưng mà là xanh kiểu baby, xanh rất nhẹ, xanh rất nhạt thôi. Đấy, baby pink là màu hồng, hồng hồng phớt thôi. Đấy, màu be là cái màu hơi nâu trầm trầm một chút. Đấy, màu xanh blue hay màu brown, màu nâu. Đấy, hoặc là CIMK thì là cái màu gọi là gì ạ? Kết hợp của bốn loại màu khác nhau. Đấy. Rồi màu gold, màu cyan. Đấy, rồi màu đen trắng grayscale, hay màu green, màu xanh lá cây, hay là hot pink tức là màu hồng đậm. Đấy. Indigo tức là màu nó lại hơi kết hợp giữa màu xanh và màu đen. Đấy, magenta tức là màu tím, tím hơi đen một tí. Lavender là tím nhưng mà pha sáng, tím sáng. Nhá. Magenta thì tím pha hồng và đen. Đó. Đấy, green nhưng mà neon green tức là màu xanh là cây nhưng mà nó phát sáng như là đèn hình quang ấy. Đó. Anh chị em thấy không ạ? Đấy. Rất nhiều màu sắc khác nhau kết hợp đấy thì nó lại ra những biến thể khác nhau. Được chưa? Rồi chưa hết, là còn vật liệu. Đấy, vật liệu là đồng này hay là gì ạ? Là sợi carbon, ví dụ như mình muốn thể hiện một cái áo làm bằng sợi carbon chẳng hạn thì mình ghi là carbon fiber, hoặc là áo làm bằng đồng thì là bronze armor hoặc bronze silk. Đấy, hoặc là sứ. Đấy, hoặc là cotton. Đấy, mình làm bằng vải cotton, áo bằng vải, mình muốn thiết kế cái áo bằng vải cotton thì mình ghi là vải cotton. Đúng chưa? Hoặc là fiber optic tức là gì ạ? Là sợi carbon ạ. Đấy, đúng rồi. Sợi quang. Đó. Anh chị em thấy không ạ? Fabric là vải. Đây là loại gỗ, aluminum là loại thép không gỉ. Anh chị em thấy không ạ? Metallic là kim loại, nickel là mã nickel đấy. Paper là giấy, plastic là nhựa, ni lông thì là ni lông. Anh chị em thấy không ạ? Skill tức là da. Đấy, mình để ý xem mình tạo một cái áo là bằng da người chẳng hạn đấy. Rất nhiều biến thể khác nhau, anh chị em thấy kinh khủng không ạ? Ok nhá. Rồi, bao nhiêu anh chị em thấy là đây là một thế giới mà chúng ta rất là gì ạ? Rất là nhiều thứ. Hôm nay thì cái phần đấy là Huy giới thiệu thêm thôi anh chị em nhé. Cái phần đấy là phần nâng cao. Cái phần đó là phần nâng cao. Anh chị em là thực sự là mong muốn làm chủ Midjourney để sáng tạo nghệ thuật, để tạo ra những bức ảnh chân thực và những bức ảnh mà theo cái ý mình ấy, thì anh chị em nên học những cái thứ đó. Đấy ạ. Và Huy đang viết cái cuốn sách đấy. Và từ giờ đến lúc mà khi Huy hoàn thành cuốn sách đó thì Huy sẽ có một số cái buổi chia sẻ nâng cao hơn về Midjourney. Đấy ạ. Anh chị em thấy không ạ? Như vậy là chúng ta trở thành một cái nghệ sĩ vẽ tranh bằng óc tưởng tượng và gì ạ? Và các câu lệnh. Bao nhiêu anh chị em thấy là gì ạ? Là những câu lệnh là gọi là những tác phẩm nghệ thuật. Những tác phẩm nghệ thuật bằng chính những câu lệnh, đúng không anh chị em? Đúng hay rất đúng ạ? Những tác phẩm nghệ thuật được tạo ra những câu lệnh, và những người tạo ra câu lệnh đấy là những nghệ sĩ. Ok không ạ? Phần đăng ký tài khoản rất là dễ, tí nữa Huy sẽ có video gửi lại cho anh chị em nhé. Những anh chị em nào có mặt ở trong nhóm kín của Huy ấy, thì Huy sẽ đào tạo miễn phí hoàn toàn cho anh chị em phần nâng cao này. Bao nhiêu anh chị em đang ở trong nhóm kín rồi thì comment xuống là gì ạ? Là cảm ơn Huy đi, đúng không ạ? Tất cả anh chị em trong nhóm kín sẽ được đào tạo miễn phí về phần vẽ tranh nâng cao. Bao nhiêu anh chị em muốn học vẽ tranh nâng cao, anh chị em đã ở trong nhóm kín là anh chị em sẽ được quyền học với Huy đấy, rất nhiều những cái ứng dụng hay ho như này đấy. Bao nhiêu anh chị em thấy là mình vào nhóm kín là quá là may mắn và quá là gì ạ? Đúng đắn này. Đúng không ạ? Đấy. Còn nếu anh chị em nào chưa vào trong nhóm kín thì anh chị em chúng ta hãy gì ạ? Hãy nhanh chóng tham gia vào nhóm kín để học rất nhiều những cái gì ạ? Kỹ năng nâng cao. Đồng thời tất cả những cái phòng Zoom đào tạo về các kỹ năng thì Huy sẽ gì ạ? Huy sẽ ghi hình lại và Huy gửi trong nhóm kín. Anh chị em có thể xem đi xem lại những cái chỗ nào đấy mình bị miss, những chỗ nào đấy mình không có nắm được thì Huy sẽ gì ạ? Sẽ gửi trong nhóm kín cho anh chị em. Đấy.
Và trong nhóm kín này anh chị em mỗi một tuần anh chị em ít nhất là học với Huy 3 lần, ít nhất nhé. Chứ còn chưa có tuần nào mà Huy dạy 3 buổi hết, tuần nào cũng phải tầm 5 đến 7 buổi. Được chưa? Anh chị em ở trong nhóm kín thì ít nhất là học với Huy là từ 5 đến 7 buổi một tuần. Được không ạ? Liên tục hết chủ đề này đến chủ đề khác. Đấy, và rất nhiều những ứng dụng của ChatGPT. Sắp tới thì Huy sẽ có một loạt các cái chương trình đào tạo áp dụng ChatGPT trong giáo dục và đào tạo và học tập. Áp dụng ChatGPT trong việc kiếm tiền. AI nói chung nhé, ChatGPT nó là đại diện của cái hệ thống AI, và Huy đang nghiên cứu hơn 1.000 con AI khác nhau anh chị em ạ. 1.000 con AI khác nhau và sẽ áp dụng cho anh chị em. Riêng cái việc mà hình ảnh này thôi, nó cũng khoảng độ gần 10 con AI khác nhau để cho anh chị em lựa chọn. Với mỗi con nó sẽ có một thế mạnh riêng, và Huy sẽ phân tích từng cái điểm mạnh điểm yếu của từng con một cho anh chị em. Thay vì anh chị em phải ngồi nghiên cứu thì Huy nghiên cứu xong Huy chia sẻ anh chị em nó nhanh hơn. Đúng không ạ? Rồi. Thêm nữa đó là Huy sẽ hướng dẫn anh chị em cách sử dụng ChatGPT để tối ưu hóa trong Excel và Google Sheet. Đây là một trong những ứng dụng Huy thấy cực kỳ là hữu ích và cần thiết. Anh chị em biết là cái khóa học nào ở trên Unica được bán nhiều nhất không ạ? Đấy là khóa học gì ạ? Đấy là khóa học. Đấy là khóa học về dạy về học Excel. Khóa học bán được nhiều nhất, không phải khóa học về phát triển bản thân đâu, mà khóa học về học về Excel là khóa học bán nhiều nhất. Bán mấy trăm nghìn bản. Cho nên là gì ạ? Là Huy biết là cái nhu cầu anh chị em quan tâm đến cái việc mà Excel rồi các cái office, các cái văn phòng ấy. Đấy, thì ứng dụng ChatGPT trong Excel, trong Word, trong Doc như nào. Không biết gì về Excel thì càng phải học. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình không biết, mình học thì mình giỏi hơn cái thằng mà biết. Cái thằng biết về Excel mà không học thì có khi có những cái tác vụ nó còn lơ ngơ trong khi mình đã làm xong rồi. Đó. Nó nhiều cái hay lắm. Ừ. Ok không ạ? Đấy. Ngoài ra thì Huy có một cái khóa học nữa dành cho những cái người mà thực sự mà mong muốn sử dụng ChatGPT để mà phát triển trong cái việc mà khởi nghiệp kinh doanh. Thì Huy đang tạo ra một cái checklist tất cả những công việc cần thiết để cho một người khởi nghiệp kinh doanh, từ cái việc lên ý tưởng đến cái việc mà gì ạ, tạo cái website hay là tạo cái logo rồi cái slogan, rồi là gì ạ, là tìm kiếm cái thị trường, rồi tìm kiếm cái sản phẩm, rồi tạo fanpage, rồi viết bài fanpage, xong rồi tìm kiếm người đồng hành, tất tần tật các thứ. Nó checklist khoảng độ tầm 50 cái gạch đầu dòng, một checklist gần 50 cái gạch đầu dòng cho những người mà đang khởi nghiệp kinh doanh. Định là gì ạ? Định khởi nghiệp thì cần phải làm cái gì, làm cái này hết bao tiền, sử dụng cái phần mềm nào để làm. Đấy, mà nếu mà mình không làm, mình thuê người khác thì khoảng bao tiền. Có hết anh chị em ạ. Nếu mà anh chị em muốn học tất cả những thứ đó vào nhóm kín, Huy dạy miễn phí hết. Vào nhóm kín tất cả những cái kiến thức này của Huy, anh chị em ở trong nhóm kín được học miễn phí. Ok không ạ? Trừ một số cái tài liệu nâng cao hoặc trừ một số cái khóa học gọi là nâng cao mang tính chất độc đáo thì Huy sẽ có thể tính phí thêm. Nhưng hầu hết những cái khóa học này anh chị em trong nhóm kín sẽ được học miễn phí. Ok nhá. Được không ạ? Cho nên anh chị em nào vào sớm thì được ưu tiên. Thế còn bây giờ thì cái nhóm kín trước đây thì cái nhóm kín của Huy là 2 triệu, nhưng bây giờ là 2 triệu rưỡi, đúng giá 2 triệu rưỡi. Đợt trước là có cái đợt ưu đãi cho một số anh chị em thì anh chị em được gì ạ? Được tham gia vào nhóm kín với giá 2 triệu, nhưng mà bây giờ là đúng giá là cứ 2 triệu rưỡi. Và trong tuần sau thì nó sẽ lên 3 triệu, tuần sau nữa nó lên 3 triệu rưỡi. Tháng sau nữa lên 4 triệu, sau nữa lên 4 triệu rưỡi, sau nữa lên 5 triệu. Nhóm nâng cao chính là nhóm kín đấy anh chị em ạ. Có một nhóm đấy thôi. Vì có mỗi nhóm đấy thôi, anh chị em vào mà. Có những anh chị em vào nhóm nâng cao lúc mà nó còn có 800.000 thôi. Đấy, lúc mà nó 800.000 anh chị em là đã vào thì lúc đấy thì anh chị em đã được hưởng rất nhiều quyền lợi. Anh chị em biết là cái nhóm này của Huy là cứ liên tục nâng giá thôi. Cho nên anh chị em cứ vào sớm là anh chị em tiết kiệm tiền. Anh chị em cứ vào sớm là tiết kiệm này. Ok không ạ? Thời gian học bao lâu? Thời gian học 1 năm. Từ giờ đến cuối năm. Nha. Cứ tính theo năm dương lịch đi. Giờ đến cuối năm dương lịch. Hết năm dương lịch trong lúc đấy tính tiếp. Nha.
hết năm dương lịch anh chị em muốn học tiếp với Huy thì đóng tiếp, còn nếu mà không muốn học tiếp nữa thì thôi không sao. Đấy, còn muốn học tiếp thì gia hạn đóng tiếp thì Huy lại hướng dẫn tiếp, cầm tay chỉ việc. Có một số cái khóa học mà gọi là coaching riêng, tức là một một không chung với ông nào hết, cầm tay chỉ việc coaching riêng, Huy thậm chí Huy qua tận văn phòng luôn, hoặc là zoom một một luôn, không có một ông nào vào luôn, thì những cái phòng, những cái khóa đấy là khóa nâng cao. Những khóa nâng cao thì nó có thể là giá vài chục triệu một tháng anh chị em nhé. Ok, thì cái đấy là Huy dành thời gian phục vụ riêng một người thôi, thì nó sẽ, chi phí nó sẽ khác. Nhưng mà ở đây thì anh chị em vào cái nhóm chung đấy, nhóm kín đấy, thì là anh chị em đã được hưởng rất nhiều cái quyền lợi rồi, đặc biệt cái quyền lợi mà gì ạ, được giao lưu trực tiếp với Huy như này. Những cái câu hỏi, hầu hết những câu hỏi từ dễ đến khó thì là gì ạ, là Huy đều có thể trả lời được. Còn những câu hỏi nào Huy không trả lời được thì đấy chính là câu hỏi Huy thích nhất. Những câu hỏi nào Huy không trả lời được là những câu hỏi Huy thích nhất. Tại sao ạ? Bởi vì khi mà Huy không trả lời được câu hỏi đó thì đấy là cái cớ để cho Huy có động lực để Huy tìm hiểu sâu hơn và Huy trả lời cho anh chị em. Đấy ạ. Buổi sau hướng dẫn nội dung làm video ngắn đúng không ạ? Huy đã có 3 buổi Zoom liên tiếp để hướng dẫn anh chị em làm video ngắn. Nhưng nếu anh chị em có nhu cầu thì cứ đặt câu hỏi giống như bạn Hồng này này, cứ mạnh dạn đặt câu hỏi. Việc của Huy là cần, Huy rất cần anh chị em một thứ, đặc biệt anh chị em trong nhóm kín, đó là gì ạ? Hãy đặt câu hỏi cho Huy. Được chưa ạ? Anh chị em hãy đặt câu hỏi, bởi vì khi anh chị em đặt câu hỏi thì Huy sẽ phục vụ anh chị em, kể cả là có phòng Zoom đấy rồi, nhưng vì có nhiều người quan tâm thì Huy sẽ làm lại cái phòng Zoom đấy để hướng dẫn anh chị em. Đồng thời, một số anh chị em trong nhóm kín thì sẽ được những cái quyền ưu tiên, đấy là gì ạ? Là Huy sẽ gì ạ? Huy sẽ làm luôn cái sản phẩm của anh chị em luôn. Ví dụ anh chị em có thương hiệu gì, có sản phẩm gì, Huy làm luôn cái thương hiệu, cái sản phẩm đấy cho anh chị em luôn. Được chưa ạ? Đấy, anh chị em có thể là sẽ sử dụng cái thành quả đấy để mà mình đưa lên trên mạng xã hội hoặc là đưa lên quảng cáo luôn. Đấy là cái quyền lợi của anh chị em trong nhóm kín. Đấy, được chưa ạ? Hôm nay chỉ Midjourney em chưa biết làm. Thì mình đã làm đâu mà biết, hôm nay mới học thôi, đúng không ạ? Đấy. Hôm nay mới học thôi, còn khi nào mình làm thì mình mới biết, còn học thì chưa biết. Đấy, cho nên Huy đề nghị tất cả anh chị em chúng ta trong phòng Zoom ngày hôm nay chúng ta làm bài tập. Về làm bài tập đó là gì ạ? Là vẽ cho Huy một cái bức hình. Bây giờ mình tưởng tượng ra cái bức hình nào đấy để cho anh chị em vẽ, để anh chị em nộp bài tập, được không? Bao nhiêu anh chị em đồng ý làm bài tập thì comment tôi này. Bao nhiêu anh chị em đồng ý làm bài tập thì comment tôi nào, comment đồng ý nè, comment đồng ý làm bài tập. Bởi vì chỉ có làm thì mới hiểu được thôi, chứ anh chị em có nghe cả đời thì cũng không thể nào làm được đâu, đúng không ạ? Không biết thì hỏi thầy ở đây để mà trả lời. Hôm nay như anh Triều anh hỏi những cái câu rất đơn giản đấy mà Huy vẫn gì ạ, kiên nhẫn Huy ngồi Huy trả lời với anh ấy, đúng không ạ? Không biết anh Triều có đây không? Thì anh chị em thấy rằng là gì ạ? Là Huy ở đây chỉ chờ câu hỏi của anh chị em thôi, không biết thì hỏi. Việc của Huy đó là gì ạ? Sứ mệnh của Huy đó là giúp đỡ anh chị em. Anh chị em không cho Huy hoàn thành sứ mệnh của mình là anh chị em đang ác với Huy đấy. Được chưa ạ? Vẽ ở đâu? Vẽ ở Midjourney, được chưa ạ? Sử dụng Midjourney để vẽ một bức tranh. Đấy, miêu tả về biển đi. Đấy, chủ đề biển nhá. Đấy, chủ đề về biển đi. Biển có thể là hoàng hôn trên biển, ok không ạ? Đấy, có thể có cô gái hoặc có lâu đài cát hoặc có cái gì đấy, anh chị em tự đưa ra cái ý tưởng. Nhưng mà cái bài tập của Huy đó là gì ạ? À, vẽ về một bức tranh về chủ đề về biển, bikini trên biển, ok. Nhưng anh chị em lưu ý này, tài khoản miễn phí thì không viết được từ bikini hoặc là từ sexy hoặc là từ underwear hoặc là những cái từ nuy đấy, thì là mình không vẽ được nha, mình không viết được nha. Nhưng tài khoản có phí thì là được. Thế mới hay anh chị em nhé. À, ở đây tiện một cái là Huy chia sẻ với anh chị em là nếu mà anh chị em nào muốn ấy là sử dụng tài khoản mà vẽ không giới hạn nhé, vẽ không giới hạn một tháng, nó khoảng gần một tháng gì đó, thì liên hệ với Huy, chi phí nó khoảng đâu đó khoảng 200.000 một tháng thôi, anh chị em vẽ không giới hạn, được chưa ạ? Bình thường một tài khoản nó rơi khoảng độ tầm 800, nó khoảng hơn 30 đô, 750, 800 gì đó,
anh chị em, nếu mà anh chị em mua thì nó khoảng 30 đô cái tài khoản mà có phí á. Đấy, tuy nhiên thì Huy có một cái giải pháp cho anh chị em, đó là chúng ta sẽ mua chung, đó là mấy người dùng chung tài khoản, và Huy sẽ cài đặt máy chủ riêng cho anh chị em vào nhấn vào đúng cái tên của máy chủ của mình và mình làm riêng, không chung đụng với ai hết anh chị em nhá, và không giới hạn số lượng ảnh mình làm. Đấy, giống như Huy á, là Huy có khoảng 10 cái email thì Huy đã tạo hết 10 cái email Midjourney và thử nghiệm hơn 250 bức ảnh rồi, nhưng mà mỗi lần như vậy ấy, nó rất là khó chịu. Anh chị em tưởng tượng này, mình làm được 25 tấm ảnh xong rồi nó không cho mình làm nữa, mà đôi khi có một bức ảnh thôi nhé. Một bức ảnh Huy thử nghiệm nhé, một bức ảnh thử nghiệm các cái tham số khác nhau ấy, thì một tài khoản dùng không đủ. Bây giờ mình cứ thêm một cái tính năng này xong mình xem nó thế nào, mình thêm tính năng này mình xem thế nào, thêm tính năng này xem thế nào, thì 25 cái ảnh nó vèo phát hết. Anh chị em ạ, cho nên là gì ạ, Huy mình nghĩ ra cái ý tưởng đó là gì ạ, mua chung cái tài khoản, mà cái tài khoản đấy là tạo ra không giới hạn, cho nên là một mình dùng nó cũng phí. Nếu mà anh em mà gì ạ, muốn mua chung thì inbox với Huy, nó 200.000 thôi, anh chị em dùng cả tháng. Truyện tranh vẽ với các nhân vật lịch sử Việt Nam như thời Hai Bà Trưng có đẩy sâu hơn từ hình mình vẽ không? Được nhé, mình có thể vẽ những cái bức ảnh liên quan đến những cái nhân vật lịch sử. Tuy nhiên những nhân vật lịch sử thì mình biết rồi, nó mang tính chất tương đối thôi, và mình sẽ có thể tùy biến được, dần dần mình sẽ biết cách để mình tùy biến. Tuy nhiên thì mình sẽ phải thực hành rất là nhiều. Ok nhé, mình vẽ của mình sau đó dán lên được, mình vẽ của mình cho nó dán lên, nó chỉ dựa vào ý tưởng của mình thôi nhé, chứ nó không nguyên si cái ảnh của mình đâu. Thấy chưa? Tìm kiếm à? Tìm kiếm trong Meet là tìm kiếm cái gì ạ? Đây, cho anh chị em thêm cái nữa nhé. Đây, Huy hỏi bao nhiêu anh chị em muốn dùng tài khoản Midjourney mà 200.000 mà dùng không giới hạn cả tháng. Anh chị em mua càng sớm ấy, bởi vì là Huy cứ đầu tháng rồi Huy gia hạn. Anh chị em mua càng sớm thì anh chị em càng dùng được nhiều. Đấy, càng ở cuối tháng thì anh chị em càng dùng được ít. Đúng không ạ? Cũng từng ấy tiền thôi. Nhưng mà anh chị em vào hôm nay chị em dùng được 20 ngày, nhưng mà vào đến tuần sau anh chị em vào được dùng được có 15 ngày thôi. Đấy, anh chị em nào muốn mua thì comment xuống số điện thoại của mình để Trần Phương sẽ hỗ trợ nhé. Thế còn Huy hướng dẫn anh chị em cách để mà mình tìm kiếm ở trên Midjourney nhiều hơn này. Mình vào phần sâu cây này. Mình vào phần sâu cây này. Mình tìm kiếm những cái ý tưởng của Midjourney này. Ở trên này ấy, nó có rất nhiều những cái hình ảnh đẹp của những cái người họ đã gì ạ, họ đã đưa lên. Dạ, họ tổng hợp những cái hình ảnh đẹp. Đấy, ví dụ như này, anh chị em nhìn thấy bức tranh này có đẹp không? Đúng không? Quá tuyệt vời đúng không ạ? Đấy. Thì ở đây là gì ạ? Đây, anh chị em nhìn này, chúng ta thì copy cái bức tranh này. Chúng ta copy cái câu lệnh của nó này, được chưa? Đấy. Mình copy câu lệnh này, đây này. Copy này, full comment này. Đấy, hoặc là copy cái gì ạ? Prompt này. Đấy, hoặc là copy cái job ID này. Đấy, hoặc là open ở đâu ạ? Open in new tab này, open ở cái bản này là bản nâng cao thì mới có nhá. Còn cái bản miễn phí anh chị em bấm đây nó không ra đâu. Nhưng nó vẫn ra được cái câu lệnh này cho em chỉ copy. Nhưng câu lệnh này nó không phải câu lệnh đầy đủ anh chị em nhá. Lưu ý này, câu lệnh ở đây không phải câu lệnh đầy đủ anh chị em nhìn nhá. Ở đây nhá, copy cái này nhá. Dán vào đây. Dán vào bên này đi, ví dụ thế nha. Đây, cái copy câu lệnh đầy đủ này. Copy này, full comment này. Anh chị em nhìn thấy nó sẽ khác. Đấy, anh chị em thấy câu lệnh đầy đủ nó như này cơ mà. Nó còn có cả gì ạ? Nó có 4 cái hình ảnh mẫu cơ mà. Đây này, cái câu lệnh nó dài như này cơ mà. Nó còn các cái tham số, biến số phía sau này cơ mà. Được chưa? Còn anh chị em nào miễn phí, anh chị em chỉ copy được cái đoạn này thôi. Cái đoạn ngắn ngắn bên trên này thôi. Còn anh chị em nào gì ạ? Là đã trả phí ấy, giống như Huy này, là anh chị em có thể copy được cái câu lệnh full đầy đủ này. Được chưa ạ? Và đây là cách học nhanh nhất, cách học dễ nhất anh chị em nhé. Huy học bằng cách đấy đấy. Đó là gì ạ?
xem những cái hình ảnh nào đẹp, sau đó mình xem câu lệnh của họ, sau đó phân tích giống như ngày hôm nay Huy hướng dẫn anh chị em ấy, đó là gì ạ, mình phân tích những cái từ khóa mà họ sử dụng trong cái câu lệnh đó để tạo ra được cái bức ảnh như vậy, và mình phân tích càng nhiều ấy thì cái năng lực của mình nó càng đi lên. Đấy là cách mà Huy làm đấy, cách mà Huy học đấy, được chưa ạ? Chưa xem màn hình à? Ôi chết giờ. Sorry anh chị em. Sorry, làm lại. Ok nhá, đây nhá. Làm lại này. Đấy, anh chị em vào phần show case nhá. Ở trang chủ của Midjourney nhá, anh chị em vào phần show case nhá. Thì nó sẽ ra được tất cả những cái hình ảnh đẹp của những cái người mà họ người dùng nói chung. Đấy, nó rất nhiều hình ảnh đẹp luôn. Được chưa ạ? Và những hình ảnh mình thấy là gì ạ? Không hiểu họ làm cách nào để họ tạo ra câu lệnh đấy luôn. Thế thì mình học nó như nào ạ? Đấy, dụ mình nhấn vào đây chẳng hạn, được chưa? Thì nó có thể ra được cái câu lệnh này cho mình này, được chưa? Nhưng mà đây với những cái người nào mà miễn phí thì mình sẽ nhấn vào đây được. À đây, ví dụ nhá. Ví dụ ở bên này của mình là miễn phí nhá. Ví dụ bản bên này của mình là bản miễn phí này, được chưa? Thì anh chị em nhìn này, nhấn vào show case nhá. Đấy, nó cũng ra các cái hình ảnh. Nhưng mà anh chị em nhấn này, Huy nhấn vào đây này, không ra cái gì luôn. Đây, Huy đang nhấn này. Đấy, nhấn chuột phải nhá, chuột trái này. Đấy, không ra gì luôn. Anh chị em thấy không ạ? Không ra. Đấy, nhấn vào đây thì là gì ạ? Chỉ copy được cái đoạn này thôi. Đấy. Đấy, đây này. Đưa vào đây nó cho hình là gì ạ? Là cấm này. Anh chị em thấy không ạ? Chỉ copy được đúng cái đoạn này thôi, bấm vào đây không ra. Nhưng mà chuyển sang sang cái bản mà trả phí nha anh chị em này, Huy có thể là gì ạ? Huy có thể copy cái ảnh của họ về, download cái ảnh của họ về, anh chị em thấy không ạ? Huy có thể download ảnh của họ thành ảnh của mình, biến họ ảnh của họ thành ảnh của mình và sử dụng trong các cái ấn phẩm, trong các in ấn của mình và hoàn toàn không sợ bản quyền. Anh chị em thấy hay không ạ? Họ tạo ra cho mình, tự nhiên có một đội nhân viên họ làm cho mình. Anh chị em thấy điều này không? Đó. Hơn thế nữa là gì ạ? Mình có quyền copy toàn bộ cái câu lệnh này, copy full comment này, đấy, hoặc là copy cái prompt này. Mình copy cái prompt ấy là gì ạ? Mình chỉ việc copy xong mình dán trực tiếp vào gì ạ? Discord thế là xong. Đấy, mình copy xong mình dán vào Discord thế là xong. Đấy, mình copy xong mình dán vào phát là xong. Đấy, được chưa ạ? Thì cái bản mà trả phí ấy, nó lại có nhiều hơn. Ví dụ mình có thể bookmark này, tức là mình có thể đánh dấu này, mình có thể xếp image này. Đấy, mình xếp cái image này xuống này. Và xếp image này, cái image này ấy, nó gì ạ? Nó to luôn nhá, nó đẹp luôn. Nó đẹp luôn anh chị em nhá. Đấy, nó to đẹp luôn này, thấy chưa? Đấy, mình muốn cái ảnh nào mình xếp một phát vào là nó to đẹp luôn cho anh chị em luôn. Đấy. Thấy chưa? Xếp một phát này là nó to đẹp luôn. Đấy. Đấy, anh chị em nhìn thấy không ạ? Đấy. Thấy không? Đấy, thì đây là cách học tốt nhất. Đấy, cho nên anh chị em nên có cái bản trả phí nhá. Riêng Midjourney thì Huy khuyến khích là nên mua cái bản trả phí. Được chưa ạ? Còn những con khác, ví dụ con DID là mình thấy mua, mình thấy phí tiền. Hầu hết các con AI thì Huy đều bỏ tiền ra Huy mua để Huy gì ạ? Để Huy test, để Huy trải nghiệm. Và Huy có cái kinh nghiệm để Huy chia sẻ cho anh chị em. Thay vì anh chị em test thì Huy test xong rồi Huy chia sẻ cho anh chị em, thì anh chị em đỡ mất thời gian, đỡ mất chi phí, đỡ mất tiền bạc. Ok không anh chị em? Bao nhiêu anh chị em mong muốn là gì ạ? Là học được của Huy nhiều hơn nữa, comment tôi ạ. Con nào nó mua hết. Nói chung là cứ mua hết. Dùng mà thấy hay là mua. Mua thử thôi, mua test thôi. Cứ mua tháng 1. Ok nha. Thì hôm nay thì là cái buổi gọi là giới thiệu sơ bộ. Trong thời gian tới thì Huy sẽ có những cái buổi nâng cao, vẫn là chủ đề vẽ tranh cùng chat cùng với cả Midjourney, nhưng nó sẽ nâng cao hơn. Ví dụ như là anh chị em sẽ đi sâu vào các cái biến thể này, được chưa? Anh chị em sẽ sử dụng Midjourney để áp dụng vào trong công việc này. Sử dụng Midjourney để làm bìa sách này, sử dụng Midjourney để làm vẽ tranh, vẽ truyện tranh này, được chưa? Vẽ hình minh họa này, sử dụng Midjourney để sáng tác này, sử dụng Midjourney để tưởng tượng này, sử dụng Midjourney để dạy con này,
sử dụng Midjourney để tạo ra các nhân vật này. Đấy, rồi ngoài ra còn rất nhiều các ứng dụng khác của Midjourney mà có thể anh chị em chưa biết, thì dần dần Huy sẽ hướng dẫn anh chị em. Dần dần thì cái lớp của mình nó sẽ nâng cấp dần lên, mình sẽ nâng cấp dần lên. Còn những người nào vào sau ấy, thì Huy có video cho anh chị em xem lại, và Huy sẽ điều chế, Huy sẽ biên tập những cái video dài thành những video ngắn khoảng độ 1, 2, 3 phút gì đó để cho anh chị em dễ dàng. Ví dụ như là anh chị em vào, anh chị em hỏi là thầy ơi bây giờ mở cái tài khoản Midjourney thế nào, thì Huy sẽ biên tập lại thành video 1 phút cho anh chị em xem. Anh chị em xem 1 phút anh chị em biết cách mở tài khoản. Đấy ạ. Trên điện thoại cũng vào Showcase được bình thường nhé. Trên điện thoại vào Showcase được bình thường, mình cứ mò một tí là ra thôi, nó không có gì khó đâu nhé. Trên điện thoại cũng vào Showcase được bình thường nhé. Dùng tài khoản chung vào nó không ra. Thì tùy. Cái này thì anh chị em cứ nghiên cứu thêm nhé. Tại vì là hôm nay thì mình không có điện thoại ở đây. Mình có điện thoại mình sẽ show nó kỹ hơn. Đấy. Và anh chị em vào trong nhóm kín thì mình hỏi sẽ rõ hơn nhá. Có một số anh chị em ở bên nhóm của Trần Tuấn với cả Hiền Xu thì anh chị em cũng đã có cái bản chung rồi. Tuy nhiên thì bản chung ở bên Huy thì nó lại có thêm cái điểm hay, đấy là anh chị em vào bản chung đấy anh chị em còn được học các cái chương trình miễn phí. Hôm nay là gọi là showcase demo cho một số anh em bên đấy thôi. Đấy, chứ còn bình thường thì những anh chị em nào mà sử dụng cái tài khoản bên Huy thì lại có những cái ưu tiên ưu đãi hơn. Bao giờ cũng vậy đúng không ạ? Nhá, anh chị em lưu ý. Rồi, anh chị em nào mà xác định là muốn vào nhóm kín học với Huy cả năm trời với chi phí khoảng độ 2 triệu rưỡi thôi, anh chị em chia ra mỗi tháng anh chị em chỉ khoảng độ tầm 200.000 gì đó. Đấy, bằng một cái Midjourney thôi, nhưng anh chị em sở hữu Huy một năm để cùng học với Huy, có rất nhiều kiến thức, rất nhiều khóa học sắp tới Huy sẽ chia sẻ cho anh chị em. Và trong tuần tới thì nó sẽ lên là 3 triệu, tuần tới nữa lên là 4 triệu. Anh chị em cứ gọi là càng để lâu thì nó càng chi phí nó càng tốn kém. Mình vào sớm, mình học sớm, vào lâu thì mình lại học được ít hơn. Ok thế nhá. Cảm ơn anh chị em và xin chúc anh chị em buổi trưa ngon miệng. Có anh chị em nào muốn chia sẻ điều gì không? Hoặc là muốn hỏi câu gì không? Rồi, cho hai ý kiến gọi là nhận xét, cảm nhận cái buổi hôm nay nhá. Ai giơ tay, comment giơ tay lên nào. Rồi, ai sẵn sàng chia sẻ cái điều gì đó mình cảm nhận như nào mình phải chia sẻ ngay. Đấy, mình cảm nhận là mình chia sẻ ngay. Những người nào mà tích cực mà chia sẻ thì Huy sẽ có những ưu tiên đặc biệt cho những người đấy. Những người nào mà tích cực chia sẻ thì kiểu gì cũng có ưu tiên. Rồi, bạn nào là sẵn sàng chia sẻ comment số 1 xem nào. Huy thích những người mà chia sẻ. Đấy. Mình gửi lời cảm ơn cũng được. À, xin mời bạn Lý Minh. Em chào thầy, em chào anh chị trong lớp. Hôm nay thì cái khung thời gian của thầy lên cũng là em cũng biết trước là thầy thường lên vào cái khung giờ 10 giờ cho đến 12 giờ hơn đấy ạ. Và cái ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 thì em thì bản thân là một giáo viên và cái khung giờ đó thì cũng hơi bị hạn chế một chút ạ. Ví dụ hôm nay là lúc mà bắt đầu vào là em còn đang bị vướng một cái tiết gọi là cuối của cái tiết đó thì em vẫn vào đúng giờ là để tham gia và cũng biết một chút gọi là đã tìm hiểu qua về Midjourney. Nhưng mà bữa trước là khi mà vẽ hình thì là nó bị vướng rất là nhiều những cái lỗi, ví dụ như là nó không ra ảnh này, câu lệnh của mình nó không, tức là nó không thoát cái ý của mình, và khi cái kết quả nhận được của mình là nhìn trông kỳ lắm thầy ạ. Trông khủng khiếp luôn. Nhìn xong thì bảo trời ơi mình vẽ hình thế này thì làm kiểu gì. Cái buổi trước thì cũng chia sẻ với thầy thì cũng có ý tưởng về cái việc vẽ hình, thì thầy cũng nói là thầy sẽ chia sẻ một buổi để hướng dẫn cách vẽ hình đấy, thì em cũng rất là háo hức để có thể học được một chút. Dần dần mình sẽ cố gắng, vì phần này như thầy nói là cũng phải thực hành nhiều thì em cũng sẽ cố gắng. Thì có những cái câu hỏi nào vướng thì em cũng rất là mong thầy chia sẻ thêm cho chúng em. Thế mà cái cơ hội như thầy nói đó là chậm thì mình phải trả giá cao. Ví dụ buổi trước thì thầy cũng có nói là mức phí cho nhóm kín là 2 triệu, thì hôm đó em có đăng ký, nhưng vì
cái điện thoại nó bị vỡ, thế là thành ra là khi mà cái em banking của em nó không thực hiện được, thì em lại cũng bây giờ đang vẫn bị ngại ngại chưa dám nhờ mọi người chuyển giúp. Thế là hiện tại thầy đang nâng mức giá lên rồi là em đang thấy mình bị thiệt rồi, Đúng rồi. thầy có ưu đãi thêm không Nó có bài học thôi, nó tất cả nó bài học đấy. ạ? Tất cả sự thờ ơ sẽ phải trả giá. Và trả giá đầu tiên là trả giá bằng tiền. Cũng cũng lỗi bất đắc dĩ, nhưng mà cũng thấy rằng là mình đã chậm chân so với buổi học trước rồi đấy thầy ạ. Xin chúc mừng những anh chị em mà đã nhanh 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 tay nhanh chân tham gia trước, mình đã tiết kiệm được 500.000 rồi. Ok, Ok nhé. Mình suy nghĩ thêm đi, tuần sau mình đóng 3 triệu cho nó sướng. cảm Ok. Rồi, thì hôm nay thế hôm nay thì bạn đã có cái hướng để mà mình vẽ cái bức tranh mà mình cảm thấy ưng ý hơn không? À, bạn Lý. Lý Minh. Hôm nay bạn đã có cái định hướng cũng như là cái suy em nghĩ. có thể ạ. Khi mà thầy chia sẻ thì em thấy là mình Lý mất mạng à? Được rồi đấy ạ. Vừa mới mất mạng. Dạ vâng. Hôm trước thì em cũng tìm hiểu về cái nội dung liên quan đến các cái món ăn của địa phương em ấy. Thì khi mà mình muốn vẽ làm sao cho nó chi tiết cho cụ thể hơn thì mình đang chưa hoàn thành kìa ạ. Thế thì hôm nay thì qua cái phần thầy hướng dẫn thì em sẽ cố gắng là phải trải nghiệm và phải sẽ cố gắng mô tả nó kỹ hơn. Ví dụ như cái món bánh dày ngũ sắc của em ấy, thì khi mà mô tả lên bằng dùng Google dịch dịch sang ấy là nó không thành ra cái bánh đấy. Thế cho nên là em cũng đang bị vướng và cũng sẽ cố là học thêm về cái câu lệnh làm sao mình mô tả cho nó cụ thể hơn. Ok, thì tất cả nó là do tư duy của mình thôi. Nếu mà nó chưa ra được một cái hình ảnh tốt thì đấy là do mình chưa dạy nó đúng, mình chưa nói đúng cái yêu cầu của mình. Đấy. Cho nên là đấy mới nói là gì ạ? Để vẽ bức tranh thì mình cũng phải là một nghệ sĩ, đúng không? Đúng không? Cũng cũng không phải đơn giản. Đấy. Ý tưởng tượng cùi quá, đâm ra là ra cái ảnh nhìn trong sợ luôn Nó có rất nhiều biến thể và rất nhiều cái chi tiết, rất nhiều cái gọi là cái từ khóa, và việc của mình đó là phải học các cái từ khóa đấy để mình sử dụng nó một cách nhuần nhuyễn. Giống như là mình chế biến một món ăn ấy thì có rất nhiều nguyên liệu, đúng không ạ? Thịt cá, tinh bột, dầu mỡ, gia vị, tiêu, mắm, muối, chanh, ớt, cốt, ớt các kiểu. Thì một mớ cái nguyên liệu như vậy thì mình phải gì ạ? Mình phải biết nguyên liệu này nó có tác dụng gì, nó có công dụng gì. Thì cái người đầu bếp giỏi là cái người mà phải hiểu các cái nguyên liệu. Thì sau khi hiểu nguyên liệu rồi thì mình trộn nó với nhau thì nó mới ra được cái gì ạ? Cái bánh hay cái món ăn nó ngon, đúng không ạ? Vẫn là cái nguyên liệu đó, nhưng mà những người không biết nấu ăn thì sẽ tạo ra món ăn rất là kinh khủng. Nhưng người biết nấu ăn thì họ sẽ tạo ra món ăn rất là ngon, rất là hấp dẫn, rất là đẹp mắt. Đúng không ạ? Đấy, cho nên là gì ạ? Là người nấu bếp là một nghệ sĩ, nếu mà món ăn là một gì ạ? Là một gọi là tác phẩm nghệ thuật thì người đầu bếp là một nghệ sĩ. Thì nếu như mà vẽ tranh là một tác phẩm nghệ thuật thì cái người mà tạo ra câu lệnh để vẽ cái tranh đấy thì cũng phải là một nghệ sĩ. Đấy. Cho nên là chúng ta hãy làm chủ những cái công cụ đó để chúng ta có những cái ưu thế hơn. Nếu mà bạn biết nấu ăn là bạn có ưu thế hơn so với những người khác, đúng không ạ? Hoặc bạn biết tiếng Anh nó cũng là những cái từ riêng lẻ này. Đấy, thì sau đó thì mình ghép vào thành câu. Đấy, thì cái câu hay câu dở là do gì ạ? Do mình, đúng không ạ? Đấy, chứ mình không học, mình vừa mới học tiếng Anh được 3 hôm thì mình ra ghép những cái câu tiếng Anh nó sẽ trông rất là ngu ngơ, rất là buồn cười. Thế chuyện đấy hết sức bình thường, đúng không ạ? Việc của mình đó là đây là những công cụ cần thiết trong tương lai, thì chúng ta có đáng để thời gian, công sức, tiền bạc của mình để mà mình làm chủ của nó không, để mà mình sẽ nghiên cứu nó hay không, hay là mình dành thời gian để làm việc khác, hay mình dành thời gian để mình đi chơi. Đấy, thì cái đấy là tùy vào cái dạng cái sự lựa chọn cũng như là câu trả lời của mỗi người, đúng không ạ? Đó. Đấy, còn Huy thì Huy định vị là những cái công cụ này nó là cái cơ hội để Huy bứt phá hơn so với cả những người khác xung quanh mình. Những cái người thầy xung quanh Huy thì họ vẫn đang dạy những cái tư duy làm giàu rồi kinh doanh về marketing ABC, thì Huy đã đi xa hơn họ, đi trước họ,
và Huy đã nắm bắt được cái cơ hội này để mà gì ạ, để mà tận dụng cái công cụ này để mà áp dụng vào trong công việc của mình đó. Thì Huy thấy rằng là nó là một cái xu thế tất yếu ở trên thế giới, thì việc của mình nó là phải dành thời gian, công sức, tiền bạc, giống như Huy ấy, Huy có cái AI nào Huy bỏ tiền nó mới mua hết đấy, để mà gì ạ, để trải nghiệm cả bản miễn phí và bản gì ạ, nâng cao đấy, để mà có những cái học liệu cũng như là cái tài liệu để mà đưa vào trong giảng dạy và chia sẻ. Đấy. Ok nhá, cảm ơn bạn Lý Minh. Rồi, có anh chị em nào muốn chia sẻ thêm một điều gì đó nữa không? Nếu mà mình học được điều gì ngày hôm nay? Chị Kim Ngân ạ. À, xin mời chị Kim Ngân ạ. Vâng, em xin chào thầy và chào tất cả các anh chị em trong lớp Zoom. Trước hết thì rất là trân trọng biết ơn những giá trị, những tư duy cũng như là cái bài học thầy mang đến cho phòng Zoom những vừa qua. Em cũng mới được gặp thầy được từ hôm được 4 buổi Zoom, nhưng mà rất là tuyệt vời. Quan trọng nhất vẫn là tư duy thầy ạ. Bởi vì công cụ thì có rồi, nhưng mà cái tư duy của mình như thế nào để sử dụng cái công cụ đó, đồng thời từ cái tư duy đó mình phải hành động, mình phải làm, mình Chính phải xác. trải nghiệm ra làm sao thì nó mới ra được kết quả. Và đặc biệt là đúng như thầy nói thì vẽ tranh hay là làm bất cứ cái gì nó cũng giống như là một nghệ sĩ. Một nghệ sĩ tài ba thì sẽ có ra được những cái sản phẩm đẹp hơn. Và quan trọng nhất là em vẫn nghĩ là cái tư duy. Nên khi mà bắt đầu biết đến chat GPT hay là những cái công cụ của AI ấy, thì mình còn ngu ngơ lắm. Mình khi mà mình đặt câu hỏi hay là mình đưa ra những câu lệnh ấy, nó còn rất là simple, nó rất là đơn giản. Nhưng mà qua cái tư duy của thầy thì thấy những cái công cụ đó rất là tuyệt vời. Nên rất là trân trọng biết ơn thầy. Và mong là các anh chị trong Zoom có thể tham gia vào cái nhóm kín để được học hỏi nhiều hơn, cùng đồng hành với nhau để chúng ta có được sở hữu được cái công cụ tốt nhất trong cái thời đại này. Rất là Ok, trân trọng. rồi, cảm ơn chị Kim Ngân. Đấy. Thì sau khi mà chúng ta vào trong nhóm kín và chúng ta học được rồi ấy, thì có những người mới họ vào họ hỏi ấy, thì chúng ta chính là cái người mà trả lời cho họ những câu hỏi đơn giản mà mình biết thì mình chủ động mình trả lời cho họ, được không anh chị em nhá? Đấy cũng là cách mà mình trao giá trị cho cộng đồng, mà mình lan tỏa cái giá trị để cho cộng đồng mình càng ngày càng lớn mạnh hơn, càng ngày càng có nhiều người sở hữu được cái công cụ này hơn, ok không ạ nhá? Rồi, cảm ơn anh chị em vì đã ngồi đến giờ này. Xin chúc anh chị em chúng ta có một bữa trưa ngon miệng và xin hẹn gặp lại vào buổi sau. À, thêm một cái điều nữa là như này. Đó là cái công cụ mà vừa rồi Huy vừa mới show cho anh chị em cái công cụ để mà tinh chỉnh cái câu lệnh của Midjourney đấy. Thì bao nhiêu anh chị em muốn nhận cái câu câu lệnh này, muốn nhận cái công cụ này. Đấy. Thì cái câu lệnh cái công cụ này thì Huy sẽ gửi miễn phí cho anh chị em ở trong nhóm kín. Được không ạ? Anh chị em trong nhóm kín sẽ được nhận công cụ này hoàn toàn miễn phí. Còn những công cụ này anh chị em nào bên ngoài thì muốn nhận thì vào nhóm kín thôi. Thế thôi. Ok. Rồi, và thêm một cái điều nữa đấy là trong thời gian tới thì Huy sẽ sắp xếp ít nhất một tuần một buổi chiều. Đấy, để cho anh chị Huy sẽ sắp xếp như này. Một buổi sáng, một buổi chiều và một buổi tối. Tức là cái Zoom dành riêng cho nhóm kín ấy, cái Zoom dành riêng cho nhóm kín, Zoom gọi là cầm tay chỉ việc giống như này ấy, thì sẽ ít nhất sẽ có một buổi sáng, một buổi chiều và một buổi tối, và cả ba buổi đấy đều có video quay lại. Được không anh chị em? Được không ạ? Quá được. Thầy ơi, một ngày 3 buổi sáng chiều tối là nội dung như nhau hay khác nhau ạ thầy? Không phải một ngày 3 buổi, một tuần 3 buổi mà ơi. Chị Phương Đỗ đang ở ở Đức. Một tuần 3 buổi chị ạ, một tuần 3 buổi. Còn các cái buổi miễn phí dành cho cộng đồng, dành cho bên ngoài thì anh chị em vẫn được học nhé. Cái buổi mà mình mở cái lớp mà dành cho cộng đồng, cống hiến cho cộng đồng ở bên ngoài thì đa phần là buổi tối thì anh chị em vẫn được học đó. Đấy, và các cái buổi Zoom gọi là Zoom Zoom nhỏ, Zoom dành cho nhóm kín như này thì sẽ là có 3 buổi một tuần, một buổi sáng, một chiều, một buổi tối. Đấy, và các chủ đề là khác nhau. Và chủ đề này là như nào thì do anh chị em đưa ra. Ví dụ Huy bảo là Huy có mấy cái chủ đề như này, ví dụ như là làm video bằng AI, vẽ tranh bằng AI, hoặc là sáng tác truyện bằng AI, làm ebook bằng AI, hoặc là lại chạy quảng cáo bằng AI, đấy, hoặc là khởi nghiệp bằng AI.
đại khái những cái chủ đề như vậy, anh chị em chọn chủ đề nào anh chị em đề xuất, ví dụ như bảo là thầy ơi em đang quan tâm đến chủ đề là viết sách chẳng hạn thế, thì mình lại quay trở lại chủ đề viết sách, mặc dù vừa rồi mình làm liên tục 3 buổi chủ đề viết sách rồi nhưng mà vẫn có thể quay trở lại nếu mà nhiều người quan tâm. Làm nghiên cứu khoa học bằng AI là cực kỳ quan trọng, cực kỳ cần thiết. Ông nào làm nghiên cứu mà không biết AI này thì chết. Nó sẽ tiết kiệm được ít nhất là 50% đến 70% thời gian, công sức, tiền bạc của anh chị em đang nghiên cứu. Làm phim được không? Được luôn. Anh chị em có thể hoàn toàn làm phim bằng AI, làm phim bằng những cái hình ảnh. Được luôn. Animation được không? Được luôn. Thì chia sẻ cho anh chị em một số cái trang mà mình đã có thể là gì ạ? Có thể là sử dụng AI để làm animation luôn. Nó có làm sẵn cho mình luôn, mình chỉ cần sử dụng thôi, công cụ nó có hết rồi. Chỉ việc sử dụng thôi anh em ạ. Đây, anh chị em thấy không ạ? Video nó chuyển động như này, ảnh nó chuyển động như này. Đấy. Đâu mà em. Được. Ảnh mà nó chuyển động như này. Đấy. Ảnh nó chuyển động nha. Đấy. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đấy. Ảnh mà nó chuyển động như này. Đó, anh chị em thấy không? Nó có sẵn luôn, mình chỉ cần dùng câu lệnh là nó ra luôn chuyển động như này luôn. Mình cũng chẳng cần phải vẽ gì hết. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đấy. Thế này mình hoàn toàn mình có thể làm gọi là hoạt hình được, nhưng mà tất nhiên là bây giờ ấy, thì nó còn rất là thô sơ, nó đang còn thử nghiệm, cho nên là nó vẫn chỉ đang ở trong cái giai đoạn là thử nghiệm thôi. Đấy, nó còn rất nhiều vấn đề mình cần phải học tập cũng như là cần phải làm chủ nó. Đấy, thấy không ạ? Thế nhỉ? Ở đây là nó chỉ ghép liên tục những cái hình ảnh mà nó gì ạ? Nó dùng để mà nó tạo ra cái hình ảnh đó thôi. Đấy. Anh chị em thấy không ạ? Đó. Nó vẫn còn đang rất là thô sơ. Đấy. Đó. Đấy, mưa rơi, sấm chớp, nhấp nháy kiểu kiểu vậy. Hình ảnh ấy, nhưng mà nó chuyển động như là đây là ảnh đấy nhá, đây là xem ảnh, đây là ảnh gif đây này nhá, ảnh gif không phải video đâu. Đó. Đó, anh chị em thấy những hình ảnh nó chuyển động nhá. AI làm hết đó, AI làm hết. Và mình có thể tạo ra những hình ảnh như này, bao nhiêu anh chị em muốn tạo ra những hình ảnh mà chuyển động như này, đấy, anh chị em thấy không ạ? Mình có thể làm được. Nhưng cái này là lớp nâng cao, cái này là buổi nâng cao. Những cái buổi này anh chị em mà làm thì mình sẽ không hiểu gì cả. Cái cơ bản mình chưa làm xong thì nâng cao mình không học được. Đây khá như thế anh chị em nhé.